Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần còn lại của Đất Độc Vùng Cao, là một tập truyện tiếp theo trong series những câu chuyện viết về chặng hành trình phiêu lưu của cậu pháp sư trẻ Phan Khang qua ngòi bút của tác giả Phan Thanh An. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Khang sau khi biết được người đứng trước mặt mình là lão già cầm đầu Ngạc Nhân tộc thì không dám khinh suất. Dù vậy, cơn tức giận trong lòng vẫn còn dâng cao. Cậu cầm trong tay một thi thể của đám thuộc hạ Ngạc Nhân tộc rồi ném tới trước mặt lão ta mà nói: "Lão nhìn cho rõ đi, trước mặt lão là thứ gì? Chính tà bất lượng lập. Hôm nay lão đến đây rồi thì đỡ mất công ta phải đi tìm, tiện tay ta phải dọn dẹp cho bằng sạch sẽ hết." Tộc chủ sau khi nghe những lời đáp trả đanh thép của Khang thì càng bật cười to hơn. Hai tên thụ yêu cũng hùa theo phụ họa: "Mày quá tự phụ rồi nhóc con. Được lão gia gia của bọn tao nhận làm đồ đệ, đó là phúc đức của dòng họ tổ tông tám đời nhà mày rồi. Còn có mau quỳ xuống khấu đầu bái kiến sư phụ đi." Khang nghe thấy những lời sàm ngôn thì trong lòng cực kỳ nóng giận, nhưng bản thân vẫn phải cố kiềm chế, vì Khang biết trước mặt mình bây giờ không còn là những quỷ hồn âm binh lèo tèo nữa. Cậu âm thầm tự niệm chú ngữ trong tâm, rồi bất thình lình ném thẳng hai đạo sắc quỷ phụ vào hai con thụ yêu đang đứng sau lưng trông cậy vào sự che chở của lão già. Bùa bay tới thật nhanh, nhưng đều bị tên tộc chủ đó dùng hai ngón tay búng nhẹ cho chuyển hướng, rồi kim thẳng vào một thân cây gần đó. Khang chửi thầm trong bụng mấy tiếng. Lão già kia hiện rõ ánh mắt khinh thường: "Danh môn chính phái như Mao Sơn Tông các người lại chỉ có trò lén dùng âm khí đề tiện như vậy thôi sao? Đúng là tự làm trò cười cho thiên hạ mà." "Đề tiện sao? Lén trồng cây linh khí yểm hại nước tao, đánh chiếm nước tao, giết hại dân tộc. Nếu đem hai chuyện này ra so sánh thì bên nào đê tiện hơn? Đối với hạng tà đạo ngoại bang như chúng mày, chưa cần phải là phượng sĩ như tao ra tay, thì trong giới đạo thuật nước Nam vốn rất nhiều anh hùng nghĩa sĩ muốn băm dặm chúng mày ra rồi. Bờ cõi nước Việt dù là một tấc đất một hạt bụi, chúng mày cũng đừng hòng đụng tới được. Tao và đồng bào ở đây đều là con trồng cháu lạc, muốn thôn tính một tao sao? Được không?" Khang hét lên thật to và hùng hồn. Trên trời nổi lên từng đợt sấm chớp đùng đùng, mưa bắt đầu trút xuống. Lão già tà ác đó biết chẳng còn cách nào có thể thuyết phục dụ dỗ được Khang nữa, nên hắn quyết định ra tay luôn một lần, diệt trừ để tránh hậu họa. "Tiểu tử, ta đã nặng nhẹ đủ lời rồi mà ngươi vẫn không biết tốt xấu, cũng cứng đầu như đám mộ giao chỉ trước đây. Thế thì cho dù nhà ngươi có tài cán đến đâu, hôm nay ta cũng nhất quyết không giữ người sống trên đời." Khang lấy ấn tính chữ môn ra, cắt mạnh một đường vào tay, lấy máu trứ vào trong tám lá kim phù, cho hô: "Mao Sơn quỷ môn, âm dương bát quái trận, lập bát quái kỳ môn, mở!" Từ trên trời đột nhiên xuất hiện tám lá cờ đỏ đang từ từ hạ xuống, cắm chốt vào tám hướng xung quanh chiến trận. Còn ở dưới mặt đất thì lại dần xuất hiện ra một vòng trận pháp tím rực đang bao lấy cả không gian. Đứng trong trận pháp, những thi thể của đám thủ hạ kia dần dần bị tan chảy đi rồi thấm vào trong lòng đất, tử khí ngù ngụt bốc lên. Hai con thụ yêu cảm thấy vô cùng khó chịu. Năng lực của bọn chúng bây giờ cũng đã bị kìm tỏa lại mấy phần. Khang vừa bắt ấn vừa nói: "Coi thử lần này có còn chạy được nữa hay không. Liệt tiên quyết tấn!" Khang ép hai đầu ngón tay mà điểm tới một đạo hào quang cực mạnh về phía kẻ thù. Lão tộc chủ xem thường nên cũng chẳng thèm dùng hai tay chống đỡ cho tử tế. Hắn giơ một bàn tay tới trước đón lấy nguồn năng lượng đang vồ vập tấn công.
Một tiếng nổ ầm khô khốc cất lên. Lão ta bị quyết thủ đánh cho lùi ra sau 5-6 bước. Cái lòng bàn tay bây giờ đỏ trực lên. Hai con thụ yêu bỗng chốc tái mặt khi thấy sức mạnh của Khang đột nhiên tăng tiến tới mức bất thường. Chỉ là kinh lực cả quyết thủ cũng khiến cho bọn chúng phải vạ lây và bị thương không ít. Tộc chủ cảm thấy tay mình đang nóng như bốc cháy. Hắn tức giận vung tới liên tiếp 8 chưởng rồi hét lên: "Không biết lớn nhỏ, không càng tốt xấu, để xem hôm nay ta trị nhà ngươi như thế nào. Giang Nam Hắc Liên Thuật, Âm Ti Bát Xà Chưởng, khai!" "Tưởng dễ như vậy sao? Hôm nay ta đánh cho tới khi nào chết thì mới thôi. Bát Quái Kỳ Môn, xuất!" 8 lá cờ xung quanh trận pháp liền lập tức bay tới chỗ Khang, dựng thành một bức tường che chắn hết toàn bộ chưởng lực đang lao tới. Khang cũng hạ tấn thủ quyết mà hỗ trợ. Sau khi đỡ xong đòn công kích của đối phương, cậu liền thôi động 8 lá cờ bao vây lấy hắn ta và hai con thụ yêu. 8 bên nhất tề lao lên tấn công liên tục. Kỳ ảnh bay lượn pháp phới dập dần, nửa hư nửa ảo, nửa mơ nửa thực. Lá cờ phất dồn dập vào ngạc nhân tộc chủ. Hắn cũng cố gắng chống đỡ, nhưng trước tốc độ nhanh như cái chớp mắt của kỳ ảnh, lại còn cộng thêm tính biến ảo ma quái của Âm Dương Bát Quái trận, khiến cho giai đoạn ban đầu tên tộc chủ ngạc nhân này cũng bị lúng túng và không thể nào lường trước được. Hai con thụ yêu cứ vậy mà bị kỳ ảnh tấn công quyết liệt, đến nỗi chắc chỉ cần vài đường cờ nữa thì bọn chúng sẽ hồn siêu phách tán mất thôi. Khang cũng biết vậy, liền mỉa mai: "Muốn đốn tre thì trước hết phải nhổ chà, nhổ gai cái đã. Hai thằng thủ yêu kia sẽ phải đi trước tiên. Trận Kỳ nghe lệnh ta, tất sát thủ yêu, đánh!" 8 lá cờ chia thành hai hướng, đồng loạt nhắm thẳng thủ yêu mà tấn công. Nhưng kế hoạch của Khang đã bị lão hồ ly kia nắm thóp. Lão tung chưởng đẩy 8 lá cờ giải vây cho hai gã thuộc hạ đang thôi thớp kia, rồi nói: "Đâu thế nào để thuộc hạ của ta dễ dàng chết trong tay một tên nhãi nhép như người chứ? Thôi thì đằng nào hai đứa các ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa, vậy thì hãy trở thành một phần sức mạnh của ta đi. Xem đây." Lão cầm chặt lấy hai đầu của thuộc hạ mình rồi ném thẳng lên trời. Hai tên thụ yêu bị đảo ngược lên tựa như trồng cây chuối. Quỷ khí, yêu khí và tà khí của hai tên đó dần dần được chuyển thẳng vào người lão ta. Ở phía bên trên, bọn chúng vẫn cố gào thét xin chủ nhân tha mạng. "Đằng nào các ngươi cũng phải chết thì chi bằng chết với tài tà để đỡ khỏi phải ấm ức. Ta sẽ giết thằng nhóc đó, bắt lấy hồn nó để báo thù cho các ngươi." Dứt lời, những luồng yêu khí cuối cùng của hai con thụ yêu cũng bị hút cạn. Phút chốc bọn chúng đã biến thành mây khối và dĩ nhiên cũng không còn xuất hiện trên đời này nữa. Khang liền kinh bỉ nói: "Tự giết thuộc hạ của mình lại đi đổ tội cho cái khác, đúng là đê tiện hết chỗ nói mà." Sau khi rút hết toàn bộ sinh khí của thuộc hạ, lão ngạc nhân đột nhiên trẻ lại trông thấy râu tóc biến từ bạc sang đen, da dẻ căng mọng, tươi tràn sức sống. Khang hết sức kinh ngạc. Lão ta cười to: "Ngươi ngạc nhiên lắm có phải không? Đằng nào nhà ngươi cũng chết thì để ta nói cho ngươi biết, đó là thuật cải lão hoàng đồng. Chỉ cần có sinh khí của muôn loài, cho dù có là yêu ma hay quỷ quái thì ta đều có thể hấp thụ, gia tăng sức mạnh cho bản thân. Linh khí đất nước này đương thời dưỡng phát, đợi khi ta thu thập đủ sẽ hưởng dụng luôn một thể. Khi đó thì một bước trở thành thánh thần sẽ không ai cản được ta nữa. Đừng nói là bọn phương sĩ trong nước, cho dù là toàn cõi Trung Nguyên, địa tiên chư thánh thì cũng đừng hòng đấu lại ta. Tiểu tử, ngươi đã biết sợ chưa?" Khang nắm chặt trong tay ấn tính chữ môn, cậu chuẩn bị thúc động linh ấn, rồi nói:
lại là một kẻ mơ mộng hão huyền, không khác gì lão Hai Long dạo trước. Hắn muốn thành tiên, bây giờ tới lượt ngươi muốn thành thần, trái ý cải mệnh trời. Đừng có vọng tưởng. Bao sơn quỷ môn, chữ môn ân, thống lĩnh bắt kỳ lệnh, khai. Ấn chữ môn điều khiển 8 lá cờ đang lại vào nhau, biến thành một cái quạt lớn. Lần này thì Khang đặt ấn lên trên vai của mình, cho bật lên không trung, đón lấy chiếc quạt cờ đang từ từ hạ xuống. Khang quay cái quạt 2-3 vòng, rồi lao tới tấn công. Cậu tung cờ quạt về phía trước của mình, như muốn tạo thành một cánh buồm chắn gió. Sau đó lấy ra một đạo linh phù, cho hô: Bao sơn phù môn, tinh linh phù, khai. Tinh linh phù biến thành một cánh quạt càng ngày càng to. Khang cầm quạt cờ mà chém rất quyết liệt. Tiếng cờ vút qua phần phật bên tai, kỳ ánh sáng choan lên cả một vùng âm u đen tối. Lão ngạc nhân tộc chủ cũng tỏ ra rằng mình là một con cáo già tinh anh và lão luyện. Hắn tận dụng sơ hở của quạt cờ là to lớn và chậm chạp, liền dùng tốc độ để khống chế. Khang cứ liên tục chém thì hắn ta liên tục lướt qua lướt lại mà né tránh, bộ pháp nhanh nhẹn mượt mà, xem ra còn đẳng cấp hơn thủy thượng phiêu của Khang gấp mấy lần. Lão tộc chủ nhìn Khang lây hoay mãi mà không đánh trúng được mình đòn nào thì khoái chí lắm. Hắn cười vuốt trâu: Ngươi đánh như thế thì đến bao giờ mới trúng được ta đây? Lên kỳ, cắt xuất. Chiếc cờ quạt lại bung ra thêm một lần nữa. 8 lá cờ bao vây chặn lấy đường di chuyển của lão ta và tấn công liên tục. Lần này thực sự đòn tấn công đã hiệu quả. Kỳ ảnh đã cắt từng nhát vào người lão ta. Cơ thể lão cũng bắt đầu bị tổn thương và xuất huyết ra. Bắt quái kỳ môn đúng là thật đợi hại. Khang định di cờ đến tấn công tiếp, nhưng lão già kia cũng khá nhanh tay. Lão điểm thẳng vào 8 lá cờ của Khang những luồng yêu hỏa sáng rực. Cờ đang bốc cháy, Khang liền bắt chỉ quyết phá lại ngay. Muốn đốt cờ sao? Tụ thủy thuật, khai. Khang phóng một tia nước lớn thẳng vào những lá cờ của mình. Yêu hỏa đều đã bị dập tắt đi. Cậu liền hiệu triệu thu cờ lại, bay xung quanh thân mình, cho nói: Thuộc hạ của ngươi ta đã chạm trán không ít, thế thì để hôm nay ta cho ngươi giao chiến với thuộc hạ của ta. Bao sơn quỷ môn thuật, triệu hồi phù, tinh anh thủ vệ, xuất trận. Hào quang từ 4 lá phù của Khang phát ra, triệu hồi 4 vị thủ vệ mà cách đây 1 năm cậu đã thu nhận ở trường của mình. Thủ vệ đứng sừng sững hùng dũng trước mặt cậu đợi lệnh. Chủ nhân, chúng tôi đã có mặt, xin cậu ủy thác. Khang điều 8 lá cờ xuống tận tay 4 thủ vệ, mỗi người cầm 2 cái, cho nói: Các vị theo ta được 100 nhưng lại chưa đánh trận nào, thế thì ngày hôm nay cứ xem như là thử nghiệm đi. Chúng tôi đã hiểu, quyết không phụ sự tin tưởng của chủ nhân. Các huynh đệ, xông lên. Khang cùng với 4 thủ vệ nhất loạt xông lên tấn công. Lần này thì lấy 5-1, ưu thế trông có phần nhỉnh hơn đôi chút. Lão già nhìn Khang đang bao vây trước mặt mình, lần này lão ta quyết không giấu nghề nữa, phủ nhẹ tay mình 2-3 cái, cho nói: Đã vậy ta cũng không nhẹ tay. Hắc liên thuật, ma xà trưởng, triệu hồi. Trên tay lão ta đột nhiên xuất hiện một cây quyền trượng bằng gỗ đen, thân dài 2 thước rưỡi. Trên đầu có chạm trổ hình một con rắn đang ngậm một viên ngọc màu tím, trông rất kỳ dị. Lão phất cây quyền trượng một cái, âm phong kéo tới mịt mù, mây đen giăng kín, mưa trút xối xả hơn. Lão ta cầm trượng một mình đánh tiếp cả 5 người đang bao quanh lấy mình. Tiếng len kèn của binh khí, tiếng chang chát của đạo thuật cứ liên tiếp va vào nhau. Thủ vệ của Khang cầm cờ lệnh lao đến đánh vô cùng dữ dội. Thực lực của 4 thủ vệ đem so với Khang vẫn nhỉnh hơn đôi chút. Cậu liền chuyển đổi trạng thái, lùi về phía sau để trợ chiến. Khang điều khiển ấn tính mà đánh tới, miệng còn liên tục niệm chú ngữ để gia trì cho trận pháp. Nắm bắt được điểm yếu của Khang là không có nhiều bùa phép bên mình, tên ngạc nhân tộc trưởng liền vùng lên đánh trả lại.
hắn vung trượng một vòng tròn quanh người, cố đẩy hết bốn thủ vệ ra xa. Cho bảo: đấu pháp mà không mang theo bùa sao? Vậy thì nhà ngươi cầm chắc cái chết rồi. Ma xà trưởng, hắc ám sôi rồi, khai! Viên ngọc đính trên cây trượng đột nhiên tỏa ra quỷ quang sáng rực. Nó làm lóa mắt và hạn chế sức tấn công của Khang và các thủ vệ đi rất nhiều. Bây giờ thanh trượng được phủ một màn sương đen hắc ám kỳ lạ, mọi đòn đánh ra đều uy lực đến kinh hồn. Bây giờ trên người Khang cũng không còn một lá bùa nào cả, chỉ còn đúng cái ấn chữ môn và chú quyết, thủ quyết để làm vốn mà thôi. Điều khốn nạn hơn nữa là điểm yếu đó đã bị kẻ địch phát hiện ra được. Bây giờ lão già đó sẽ phản công lại mãnh liệt hơn mà thôi. Một là dốc toàn lực kết liễu lão ta, còn hai là để cho hắn từ từ phá được cái vác quái trận, thoát ra vòng vây và kiềm tỏa của bốn thủ vệ, thì người chết lần này chắc chắn là Khang. Cậu cầm chặt ấn chữ môn trong tay, thoáng khẽ nhìn nó, rồi đưa cao lên trán, đặt phía trên đầu mình mà nói: bây giờ chỉ còn một cách đó mà thôi, đành phải liều thử một phen vậy. Mau sơn phù môn, chữ môn ấn, nghịch chuyển càng khung, xoay đầu sức mạnh, khai! Ấn chữ môn phát sáng lên một lát rồi cũng tắt hẳn. Khang không đủ thực lực để thôi động môn pháp thuật cao cấp bí mật này. Bây giờ thì lão ta đã dần lấn thế ngược lại các thủ vệ. Tám lá cờ trận cũng bị rách tanh bành đi bốn lá. Lão nhìn thấy Khang đang chật vật thôi động ấn tính mà hả hê nói: đạo hạnh quá yếu mà còn đòi thúc động được phép nghịch thiên sao? Muốn tự sát sao tiểu tử? Nói xong, lão liền tung liên tiếp bốn chưởng vào bốn thủ vệ. Họ bật ngược trở về phía của Khang, tất cả đều nằm lăn dưới đất. Khang nhìn thấy vậy chỉ còn biết tự thân mình lao lên giết chặt. Thủ vệ cố kéo tay cậu mà nói: chủ nhân, cậu chạy đi, hắn ta mạnh lắm, cậu lao lên chỉ là tự sát thôi. Khang nhìn xuống đồng đội của mình, thấy ai cũng trọng thương mà trung trướng nước mắt. Không thể nào tôi bỏ anh em đi trong lúc này được. Hôm nay có chết thì cũng chết, chứ nhất quyết tôi không muốn ai phải bỏ mạng một mình cả. Cậu nhanh chân chạy đi, không có chúng tôi thì còn có Long Hồn, còn có tứ vị quỷ vương, bọn họ sẽ tiếp tục bò tá cậu mà. Giữ được rừng xanh, lo gì không có củi đốt. Mau đi đi. Không, từ ngày bước chân vào con đường này, tôi chưa bao giờ phải bỏ chạy trước bất kỳ đối thủ nào, dù đó là ai đi chăng nữa. Sau lưng tôi không chỉ là mạng sống của các anh em, mà còn có mạng sống của các thầy, các em, của toàn bộ dân bản ở đây nữa, và cả đất nước này. Nếu như tôi hẹn nhắc bỏ chạy ngay bây giờ thì không xứng đáng làm người, càng không xứng đáng làm con rồng cháu tiên. Thế nên hôm nay cho dù có như thế nào thì tôi nhất quyết không bỏ cuộc. Khang hét lên thật to, cũng như là một lời hiệu triệu sức mạnh cho bản thân của mình. Bốn vị thủ vệ cũng cố gắng bò dậy, cầm binh khí lên, tiếp tục chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Lão Ngạc nhân tộc trưởng nhìn Khang một nửa thì khinh thường, một nửa lại thấy tội nghiệp. Cần gì phải hy sinh mạng sống của mình như vậy? Nể ngươi cũng là một trang anh tài, ta hứa sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Nếu như ngươi giao ra Long Hồn mà ngươi đang giữ và không nhúng tay thêm vào việc làm của ta, nếu ngươi đồng ý, ta không những giữ mạng cho ngươi mà còn trọng lòng tha chết cho đám bạn của ngươi nữa. Khang đưa ấn tính lên, phóng xuất ra một luồng hào quang tới chỗ hắn mà đáp lời: dân nước Nam ta không ai là tham sống sợ chết, yếu hèn nhu nhược như vậy, bọn ta đều sẵn sàng hy sinh khi đất nước cần. Đừng nhiều lời, cũng đừng hòng đem được cái cây linh khí kia đi, và cả cái mạng của nhà ngươi hôm nay cũng phải bỏ lại tại đây. Ngươi quá ngạo mạn rồi, có chịu giao Long Hồn ra hay không? Ánh mắt căm thù trừng trực sát khí, như muốn thay cho câu trả lời. Khang dõng dạc từng tiếng mà đáp chắc nịch: Long Hồn không có trong người ta, mà nếu có thì cũng không bao giờ ta bán rẻ anh em của mình. Chết đi!
khăn lao lên một đấu một với lão ta. Trong cơn tức giận đến tột cùng, cậu đã đánh đến độ không còn biết đau đớn, cũng chẳng màng sinh tử. Bốn thủ vệ cũng cố chút sức lực cuối cùng của mình để giúp Khang tiến đánh. Ấy vậy mà mọi sự cố gắng lại chẳng có chút thành quả gì. Khang lại bị hắn đánh cho lê lết chỉ trong vài đòn ngắn ngủi. Lần này thì chính cậu mới là kẻ phải nằm bẹp dưới đất. Lão ta hất văng bốn thủ vệ ra xa, cho đại nói: "Bây giờ thì ngươi có còn đủ sức cản đường ta nữa hay không? Chỉ có như vậy thôi sao? Long hồn đâu? Kêu long hồn ra đánh với ta. Ta sẽ bắt luôn cả nó, đem về làm ma long cho mình." Khang nằm úp mặt dưới đất, nghe thấy từng lời thúc giục cuối cùng của lão ta. Bây giờ cậu mới thấm cái cảnh khổ khi không có long hồn bên cạnh. Chắc có lẽ Khang sẽ phải chết mà không kịp gặp lại long hồn lần cuối để nói lời cảm ơn. Trong không gian im vang phắc, chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít của một vài người còn sống sót đang cố nấp mình trong bụi cây, và tiếng Khang thì thầm: "Mình thật sự vô dụng tới vậy sao? Mình thật sự cần long hồn đến như vậy hay sao? Không, Phạt Khang, mày cũng là một con trọng. Tự chính bản thân mày phải là một con trọng. Mày không cần dựa dẫm ai hết. Nguyên hồn của chân long đang chảy trong người mày. Nguyên hồn của chân long đang chảy trong người mày." Khang tự nói rồi tự cười một cách cực kỳ khó hiểu. Lão ngạc nhân tộc chủ trông thấy bộ dạng như sắp chết của cậu thì liền nói: "Người không giàu thì tử long hồn cũng tìm tới đây thôi. Ta sẽ giết người trước cho nó đi báo thù. Trước sau gì cũng như nhau cả. Để ta tiễn người lên được. Tạm biệt." Hắn giơ xà trượng lên cao, tung ra một đòn kết liễu. Ma thuật từ xà trượng của lão ngạc nhân vừa đánh vào người Khang thì hình như đã bị thứ gì đó ngăn chặn lại. Khắp người Khang cứng như thép, toàn thân nóng rang lên, từ cơ thể cậu tỏa ra hào quang cùng long khí ngào ngạt. Khang vẫn nằm đó không nhúc nhích gì. Chính bản thân cậu cũng không biết rằng chuyện gì đang xảy ra đối với cơ thể của mình. Tiếng trọng ngâm từ trong người Khang phát ra vô cùng mãnh liệt, long khí mạnh tới nỗi đẩy lão già ra xa 5-6 bước. Cơ thể của Khang bắt đầu xuất hiện những biểu hiện lạ. Khắp lưng cậu đột nhiên mọc lên những vảy rộng, trên đầu dần nhú ra 2 cái sừng nho nhỏ. Từng tiếng thở của cậu bây giờ cứ như những cơn gió lạnh buốt thổi qua như muốn cắt da cắt thịt. Tên ngạc nhân tộc chủ nhìn thấy Khang đã biến thành hình dạng bán lòng, nửa người nửa trọng. Hắn trố mắt ngạc nhiên rồi dần nở một nụ cười sung sướng. "Rồng, đó là một con rồng, là chân long. Đây đích thị là chân long. Nó còn quý hơn cả long hồn gấp nhiều lần. Trời giúp ta rồi." "Trời giúp ta rồi. Sát long đao, khai!" Hắn vùng đao chém xuống, toàn giết Khang để chiếm lấy long thân. Cậu cũng chẳng còn biết gì vì đã bất tỉnh từ lâu. Cả xác cả hồn chỉ còn nằm yên một chỗ. Các thủ vệ trông thấy liền chìa mình ra chống đỡ, cứu cho Khang một mạng. Nhưng lưỡi đao còn chưa kịp chặt xuống thì đã bị long khí chặn lại, phản đòn một cách nhẹ nhàng. Lão ta chới với ngã xuống đất rồi thầm nghĩ: "Tên này căn cốt là chân long, ta không thể giết hắn được. Chỉ có người phàm mới có thể giết hắn mà thôi. Chỉ bằng mượn tài lũ mội đó để giúp ta đạt được long thể vậy." Nghĩ vậy, hắn liền không nói không rằng một mạch bỏ đi. Thủ vệ đang ôm chầm lấy Khang mà òa khóc. Một vài người may mắn sống sót từ cuộc đồ sát đã tiến lại chỗ Khang đang nằm. Họ vái lại cậu 3 vái rồi khiêng cơ thể của cậu về bản. Lúc này thì long khí đã thu lại toàn bộ và cậu cũng trở lại hình dáng ban đầu. Bốn thủ vệ gom hài cốt của long rồi cũng khiêng thầy Thành trở về.
Một lát sau, thầy Minh ở trong nhà nghe thấy tiếng gõ cửa cùng với giọng của thầy Thành thì thào cất lên. Anh Minh à, mở cửa, tôi với Khang sắp chết tới nơi rồi. Thầy Minh vội mở cửa ra ngay. Lúc này thấy thầy Thành đang nằm ở dưới đất, còn Khang thì được dân bản khiêng về. Tất cả vội đưa hai người vào bên trong nhà. Ông Long thấy vậy liền sắc thuốc cho Khang và thầy Thành uống. Ông còn hỏi dân bản về những chuyện đã xảy ra. Do hai bên trao đổi với nhau bằng tiếng dân tộc nên thầy Minh và những người trong đoàn không thể nghe được. Các anh đem hai người này từ trên nương về sao? Dạ thưa Mô Long, đúng vậy. Chúng tôi được cậu này cứu, còn người đàn ông này lại được thuộc hạ của cậu này mang về. Thằng bé này có cả thuộc hạ nữa sao? Bọn họ đâu rồi? Ừ, chúng tôi không biết nữa. Bọn họ đặt ông này xuống nền, liền sau đó biến mất hẳn đi. Cho họ cũng đem trận ác chiến của Khang và ngạc nhân tộc chủ kể lại. Ông Long mới ngờ ngợ ra đó là âm binh của Khang nên cũng không nói gì. Một lát sau thì Khang tỉnh lại. Điều kỳ lạ là bây giờ sức khỏe của cậu hồi phục cực kỳ nhanh. Chỉ trong chốc lát, không ai có thể tin cậu vừa mới từ cõi chết trở về. Mọi người xúm vào hỏi han rôm rã. Khang nhìn ra xung quanh thấy mình đã ở nhà sàn. Cậu cũng quay qua quay lại nói: Thầy Thành đâu rồi? Thầy nằm ở đây. Tiếng đáp cứ rên khe khẽ vọng lại. Khang bò chạy tới xem thầy Thành như thế nào. Ông Long vội can ngăn: Đừng, cậu tránh xa ra, chuyện này để tôi. Tôi là thầy thuốc, cậu không giúp được gì đâu. Thầy Minh cảm thấy khó hiểu khi ông Long lại có thái độ lạ lùng như thế. Khang lúc này đã thấy trong người khỏe nhiều, dù mới trải qua một trận chiến sinh tử quyết liệt. Cậu cũng bắt đầu có hoài nghi về cơ thể của mình. Không lý nào chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi mà từ lúc cậu bị đánh cho gần chết lại hồi phục nhanh như thế được. Rồi sực nhớ ra một chuyện, Khang chạy ra cửa nói ngay: Phong, xác của nó. Khang nhìn thấy một cái túi đen nhỏ có vương ra một ít máu. Cậu mở ra xem thử thì thấy chỉ còn vài khúc xương có dính chút thịt. Cậu cay đắng khóc nức lên: Phong, anh không cứu được em, anh thật là bất tài mà. Khang vừa định đem mớ xương cốt của Phong ra sau vườn chôn tạm thì đã thấy từ xa dân bản đang tiến tới rất đông. Cậu thắc mắc quay vào trong hỏi: Không biết có chuyện gì mà dân bản kéo lại phía chúng ta đông gì? Một đoàn người lăm lăm gậy gộc giáo thương, có cả dao và mã tấu đang kéo tới chỗ này. Tiếng họ hét hô hào còn vang ra rất rõ. Ông Long bước ra quan sát. Một lúc sau ông tái mặt nói: Thôi chết rồi, họ đến giết chúng ta đó, tất cả mau chạy thôi. Cái gì? Tới giết chúng ta sao? Một số dân bản đem thầy Thành về, họ ra nghe ngóng thử, cũng báo lại bằng tiếng dân tộc với ông Long: Bọn họ đang đến đây để giết ân nhân và các người đó, mau tìm được chạy đi. Ông Long nói lại với Khang. Khang khó hiểu: Nhưng mà tại sao chứ? Chúng tôi có làm cái gì đâu, thậm chí tôi còn cố gắng hết sức liều chết để chiến đấu với hắn ta rồi mà. Ông Long liền điểm vào trán của Khang một đạo thông tuệ phù, rồi ra hiệu lần này thì cậu còn có thể nghe được hiểu được tiếng dân tộc ở đây. Một người trung niên nói: Ngạc nhân đã nói với họ cậu và mọi người là quỷ dữ, mang đến tai họa cho dân làng. Hắn còn nói chính cậu đã mang chết chóc đến đây, và vụ thảm sát trên núi chè khi trưa là do cậu bày ra tất cả đó. Sao có thể vậy được? Rõ ràng bọn họ bị người của ngạc dân tộc giết chết mà. Ông Long liền hối thúc mọi người thu dọn đồ đạc. Vừa làm ông vừa nói: Cậu đã quên lời tôi nói hay sao? Dân bản ở đây xem ngạc tộc như thánh thần, lệnh của hắn ta ban ra không ai dám chống lại. Hắn đã lừa mị và đổ hết tội lỗi cho cậu. Xem ra chỗ này không ở được rồi, chúng ta mau chạy thôi. Thế là mọi người liền gấp rút thu dọn đồ đạc rồi lẻn ra phía sau chạy trốn. Số dân bản chịu ơn cứu mạng của Khang khi nãy cũng đồng lòng lên tiếng bảo: Ân nhân, cậu dắt theo mọi người lối này
đi theo lên núi trốn đi. Chúng tôi sẽ giả vờ như đang đi tìm mọi người giống như họ. Bọn tôi sẽ đánh lạc hướng giúp cho mọi người. Bây giờ sẽ không ai tin những gì cậu nói, trừ những người đã chứng kiến như chúng tôi đâu. Cậu mau chạy đi. Khang vội cảm ơn rồi cũng gom đồ chạy đi. Nhưng bất chợt cậu quay lại hỏi: Dân làng nếu không tìm ra tôi thì sao? Thì sẽ bị ngạc tộc giáng tội. Tất cả đều sẽ phải chết. Khang vô cùng bất ngờ. Cậu quyết định không đi nữa. Nhưng dân bản lại hết sức khuyên can: Ân nhân à, cậu phải đi, không đi không được. Cậu còn sống chúng tôi mới có cơ hội được giải cứu. Nhưng lời nói khi trưa của cậu, bây giờ chúng tôi đều hiểu cả. Chúng tôi thà chết chứ không hại người nghĩa sĩ. Cậu phải báo thù cho chúng tôi. Đi đi. Khang chần chờ mãi, cho đến khi có tiếng hô lớn: Mau bảo vệ lấy căn nhà, quyết không cho tên nào chạy thoát. Hôm nay phải chặt đầu tất cả, đem tế lên cho ngạc nhân tộc chủ. Như vậy thì ngài ấy mới tha tội và không trừng phạt chúng ta. Không còn cách nào khác, Khang đành tạm lánh mặt đi. Cậu dẫn đầu một đoàn người chạy lên núi cao để lánh nạn, tìm một cái hang động đủ lớn để mà lẩn trốn. Những người dân bản khi nãy liền trà trộn vào cùng với mọi người. Họ giả vờ đánh động, kéo dân làng chạy sang một phía khác. Cứ thế mà suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, không có ai biết mà tìm tới đây cả. Mọi người sau khi vào trong hang đều cố ổn định vị trí. Đồ đạc cất ở trong một góc. Bỗng dưng Khang nhìn thấy trong túi của ai đó bị lồi ra một mảnh vải màu tím rất lạ. Ban đầu cậu cũng chẳng để ý, cho đến khi sực nhớ ra điều gì đó. Khang chột dạ thầm nghĩ: Tâm giải đó, chẳng lẽ là... Đúng rồi, chính là hắn ta. Tối hôm đó, mọi người ở trong hang cũng không dám thắp đèn lên, sợ ánh sáng sẽ làm lộ vị trí. Khang chỉ bảo mọi người cố gắng cầm cự trong hang cho đến sáng ngày hôm sau. Không khí cực kỳ căng thẳng. Thậm chí là bây giờ không ai dám nghĩ trong vài ngày tiếp theo đây mình sẽ còn sống hay không, chứ nói chỉ tới chuyện sẽ được trở về nhà. Khang ngồi tại một mỏm đá nhỏ, mở mắt âm dương ra quan sát rõ nhất cử nhất động của một người. Kẻ đó chính là kẻ đã dẫn dắt tất cả bước vào không gian quá khứ khốn nạn này. Cũng chính là kẻ đã gọi đàn quạ đến để giết Đăng, gọi thù yêu đến giết Phong, và đám thuộc hạ đến tàn sát cả bản. Thật không ngờ chỉ mới có hai hôm mà mọi chuyện đã tiến triển nhanh đến như vậy. Nếu không lầm thì chỉ trong nay mai thôi, cây linh khí sẽ đầy. Và cho dù dân bản có tìm được Khang và mọi người hay không, thì tất cả cũng đều phải chết, không thể nào khác được. Khang đã biết chắc mẩm đó là ai, có đầy đủ chứng cứ. Nhưng khoảnh khắc bây giờ không thể nào lật tẩy hắn ta được. Đêm hôm đó, cậu thức trắng đêm để canh giấc ngủ cho mọi người. Cậu biết rằng không bao lâu nữa dân bản sẽ tìm đến đây, chỉ không biết là lúc nào mà thôi. Sáng hôm đó khi mặt trời còn chưa ló dạng, trong rừng chỉ hơi ửng sáng. Đột nhiên ở ngoài lại nghe thấy tiếng nói chuyện của dân bản. Thế là họ đã tìm tới đây rồi. Khang vội đánh động mọi người dậy để chuẩn bị. Cậu khẽ nói với ông Long và thầy Minh: Em biết tự tin ngạc nhân là ai trong số những người này. Lát nữa em sẽ dụ hắn ra ngoài. Hai người nhanh chóng đưa toàn bộ sinh viên đứng trong một bên. Em sẽ lật tẩy hắn trước mặt mọi người. Hắn là kẻ nắm giữ lối trà vào của hai không gian quá khứ và hiện tại. Em sẽ uy hiếp hắn mở cánh cổng đó ra, đưa mọi người chạy thoát. Thầy có nhiệm vụ dẫn dắt ông Long và các em sinh viên thoát ra khỏi bìa rừng, chạy dọc theo đường quốc lộ. Em phải giết hắn rồi mới đi được. Ông Long ghé sát vào tai Khang, âm thanh đủ lớn để cho thầy Minh cùng nghe: Tôi cũng đã biết từ trước rồi, thậm chí còn biết sớm hơn cả cậu. Có điều tôi không dám nói ra khi chưa đủ bằng chứng, tránh bức dây động trần thôi. Hắn là... Kệ thôi, nhưng bản đang ở đây. Lát nữa em sẽ làm một phi vụ lớn và có thể chết bất cứ lúc nào. Mọi người nhớ đứng xa một chút, kéo lại mắt và lây được. Khang vừa nói xong liền nháy mắt ra hiệu,
Cậu tiến lại chỗ thầy Thành, rồi giả vờ vỗ vai mấy vài cái. Thầy Thành à, dậy đi, chạy xuống lấy nước cho em, mọi người đang khát đó. Thầy Thành liêm diêm mở mắt. Ông Long và thầy Minh nhìn sang thì cũng đã hiểu Khang đang ám chỉ ai. Khang kéo thầy Thành ra khỏi hang rồi nói thật to: em với thầy đi lấy nước. Ừ, em nói to gì vậy? Lỡ dân bản nghe thấy tìm tới đây rồi sao? Khang cũng giả vờ ghé sát vào tai thầy Thành, nói nhỏ, tai khẽ khẽ ôm vào eo, rồi thì thầm: bộ mày tưởng tao vẫn ngu để xem mày diễn kịch sao? Tử tình ngạc nhân. Vừa nói xong, Khang ôm chặt eo, khóa hai tay của hắn ta lại. Lần này cậu cất tiếng: mọi người mau ra cả đây đi, sáng hôm nay chúng ta được về nhà rồi. Ông Long và thầy Minh dắt mấy em sinh viên chạy ra khỏi hang, rồi tập trung ở một đoạn cách khoảng 10 mét. Khang rút trong túi quần ra một con dao sinh tồn nhỏ, kề sát lưỡi dao vào cổ hắn, rồi nói: Thành, ngay từ đầu tôi đã thấy chuyện này có chút gì đó bất thường. Từ lúc mới bắt đầu vô rừng cho tới lúc bị đàn quạ tấn công, tao đâu có linh tính không hay. Không ngờ Tử Tinh ngạc nhân lại chính là mày. Mày khéo che đậy đó, nhưng không thể nào qua được cặp mắt của tao đâu. Tất cả mọi người đều bất ngờ và sững sờ trước hành động và lời nói của Khang. Các em sinh viên hoàn toàn hầu như không dám tin vào chuyện này. Chỉ có thầy Minh và ông Long là tin tưởng vào sự thông minh và quyết đoán của Khang. Thầy Thành, không, phải gọi là Tử Tinh ngạc nhân mới đúng, hắn cũng thoáng bất ngờ khi vỏ bọc của mình đã bị lộ, nhưng vẫn cố gắng phân bua. Kìa Khang, em làm gì vậy? Bỏ con dao xuống đi, thả thầy ra. Em bị điên rồi sao? Khang hừ lạnh một tiếng rồi nói: thầy bà cái con mẹ gì nữa, mày vẫn cố chạy cố giả nai giả dượng sao? Được, để tao vạch trần từng chi tiết ra cho mày tâm phục khẩu phục. Đầu tiên là phải nói từ lúc vào trong rừng, mày thân làm thầy mà không lo dẫn đường tử tế, chỉ chuyên dụ thầy Minh đi nói chuyện phím, cốt yếu để làm phân tán sự tập trung của mọi người, khiến cho tất cả đều chủ quan và đi theo con đường mòn mà mày bảo đã được quy hoạch để làm du lịch. Chẳng có con đường nào như vậy cả, và chỉ có con đường cho mày tự vẽ ra, khiến cho mọi người đi lạc thôi, có đúng không? Khang siết tay mạnh hơn một chút, hắn ta cảm thấy đau đớn hơn. Bây giờ đây dân bản đã phát hiện cho mọi người, họ bắt đầu bao vây lấy Khang. Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói: đến đúng lúc lắm, vừa hay có chuyện cần phải nói cho mọi người cùng nghe. Bọn họ trên tay đều lăm lăm vũ khí, chuẩn bị tấn công Khang, còn nghe thấy những tiếng giết chóc vang lên bên tai mình. Cậu gọi bốn thủ vệ đứng chặn ra bốn phía rồi bảo: đứa nào dám lại gần, chém. Thủ vệ hiện ra nguyên hình nguyên dạng, đứng sờ sờ trước mặt dân bản, bầu điệu đáng sợ khiến cho bọn họ không ai dám tới gần. Hắn ta bị Khang siết chặt nhưng vẫn cố thanh minh: bằng chứng đâu chứ, bằng chứng đâu mà đấu tội cho thầy? Em không được vu khống làm hạ thấp uy tín của thầy nghe. Mau thả thầy ra. Bằng chứng sao? Chính mày đã tự làm lộ mình ra ngay từ ban đầu rồi. Lúc tao báo với mày là cả đoàn đi lạc, mày chỉ đáp lại một câu: chà, lạc rồi sao? Câu nói đó không hề có một chút lo lắng hay sợ hãi nào cả. Tao có thể cảm nhận được sự hời hợt và cứu tôi ra vẻ ngạc nhiên từ một chuyện vốn được mày sắp đặt từ trước mà thôi. Lại thêm sự tấn công của đàn quạ quỷ, sự xuất hiện của thụ yêu và cái chết của thằng Đăng, mày đã kêu gọi chúng đến đó trước khi tất cả cùng vào rừng rồi. Lúc tất cả bị quạ quỷ bao vây tấn công thì mày làm gì? Ngồi đó bắt thủ quyết niệm chú. Mày tưởng tôi không nghe sao? Nhưng lúc đó cấp bách, tao không để tâm tới. Ngay từ khi ban đầu, mày đã muốn giết tao bằng cách kêu quả tấn công mày và thầy Minh, để tao chạy sang cứu, lộ ra sơ hở chết cười phía sau lưng. Tao đoán là mày không ngờ là thằng Đăng lại đỡ cho tao một mạng lúc nó hấp hối sắp chết.
ánh mắt của nó nhìn thẳng vào mày. Tuy tao ôm sát nó và quay lưng lại với mày, nhưng mà một cái liếc mắt, tao cũng biết thằng Trăng nó đang ám chỉ tới ai. Nó không nói, nhưng mà tao nhất định hiểu được. Lúc đó ngồi ở đó gần 30 người, làm sao biết thằng Đăng nhìn tôi hay nhìn ai khác. Cậu đừng có đổ tội cho tôi. Đổ tội sao? Chính bản thân mày có tật giật mình thôi. Lúc Đăng nó sắp chết, không ai dám rời mắt ra khỏi nó cả. Ai cũng dỗi theo từng khoảnh khắc cuối đời của đứa bạn mình. Thậm chí còn có đứa khóc nấc lên nữa kìa, vì thương bạn mình chết thảm như vậy. Còn mày thì sao? Mày quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mặt em nó, chỉ dám liếc nhìn bằng nửa con ngươi thôi. Khoảnh khắc đó tao cũng bắt gặp được rồi. Mày không hề có một chút thái độ gì trước cái chết của thằng Đăng. Là chính vì mày đang bận suy nghĩ bước tiếp theo để dụ dỗ mọi người vào đây bằng cách gì. Lúc đó tao chỉ thoáng lên một suy nghĩ nghi ngờ thôi. Cứ tự cho mình đa nghi như Tào Tháo, nên đã không đề phòng gì nhiều. Nhưng vô tình lại để mày đi đầu, dẫn đoàn chạy ra khỏi rừng. Và mày đã dẫn tất cả chạy tới một góc, rồi mở ra cánh cổng không gian thông vào bên trong này. Lúc mọi người đều đang đứng giữa làn tranh sống chết, thì họ chẳng có thời gian suy nghĩ xem lối đó có phải là lối ra hay không, mà chỉ cố gắng đâm đầu đi cho mau lẹ. Nắm bắt được tâm lý đó, mày xuất sắc xỏ mũi được tất cả mọi người, dẫn họ vào trong đây. Nói một tràng nãy giờ xong xuôi, Khang mới sực nhớ ra, quay sang ông Long hỏi: "Thầy Long à, con nói nãy giờ đồng bào ở đây họ có hiểu hay không?" "Cậu cứ thoải mái đi. Nãy giờ tôi thúc động thông tệ thuật cho tất cả mọi người ở đây rồi, họ đều hiểu những gì cậu nói cả." Khang quay sang dân bản, thì đúng là hình như họ đã hiểu ra điều gì đó thật. Đặc biệt là có sự xuất hiện của một thế giới ngoài kia. Điều đó càng làm cho họ tò mò. Thậm chí cái sự tò mò to lớn tới mức dân bản họ không còn tinh thần chém giết người của Khang nữa, thay vào đó là đứng nghe rất tập trung. Mặc dù câu chuyện nãy giờ dường như chẳng có liên quan gì tới họ là mấy, nhưng mà không vội, cả đoàn người của Khang đều đã bị bao vây, sớm hay muộn gì cũng bị bắt. Cứ thong thả mà theo dõi cho hết câu chuyện đang diễn ra. Tử Tinh ngạc nhiên vẫn cứng đầu, hắn nói: "Như thế thì vẫn chưa có gì là bằng chứng để lượng tội tôi được, nó không đủ xác thực." Khang kề sát con dao sinh tồn vào mặt hắn, trạch nhẹ một đường, rồi nghiến răng nói tiếp: "Đêm hôm kia, khi tao tới nhà thầy Long nói chuyện, mày đã chặn đường. Mày biết tao sẽ đi tìm chân tướng, nên tìm cách đi theo. Ngay lúc đầu tao ở nhà thầy Long, đã biết mày bên ngoài cửa sổ nghe lén rồi. Thậm chí tao còn cố mồ chài hỏi thầy Long thật nhiều câu hỏi, vốn là để cho mày nghe được và khiến cho mày hấp tấp lộ tẩy hơn thôi. Chuyện tao phát giác ra mày đều nằm trong kế hoạch cả. Chỉ có điều là trận đánh nhau hôm đó giữa hai chúng ta, tiếc rằng tao không giết được mày. Chắc là ý trời bắt mày sống nên mới có ngày hôm nay. Khi bước về nhà thì không hiểu sao cả thầy Minh và mày đều ra cửa đón tao. Làm sao thầy Minh biết được tao đi đâu làm gì cả đêm chứ? Mày đã quá vụng về khi dựng lên một tình huống ngoại phạm cho bản thân rồi." Thầy Minh nghe tới đây thì liền tiếp lời: "Đêm đó thầy kiếm chỗ đi vệ sinh, hắn ta liền kêu thầy ra ngoài nói chuyện tâm sự. Dù rất buồn ngủ, nhưng mà do cả nể đồng nghiệp nên thầy cũng nán lại một lát để nói chuyện. Vừa hay không lâu sau đó thì em cũng vừa về đó. Đó là một phần khiến cho mày lộ tẩy đó. Khi tao về đã nhìn thấy mắt thầy mở không lên rồi. Còn mày thì ngược lại, hoàn toàn tỉnh táo một cách lạ thường. Làm gì có chuyện một người vừa chạy nạn sắp chết, tâm lý bấn loạn mà cơ thể còn trụ được tới 3 giờ sáng chứ. Với lại mày đi dạo kiểu gì quanh khu vườn bé tẹo mà từ 11 giờ đêm tới 3 giờ sáng hôm sau vậy? Ngắm từng cành cây ngọn cỏ sao?" Tôi khó ngủ nên mới thức khuya và tỉnh táo như vậy. Cậu đừng có mà chỉ ra một vài điểm không hợp lý ban đầu
đã vội vàng kết luận rồi kề dao vô cổ người khác như vậy. Tôi sẽ kiện cậu về tội đe dọa giết người. Cậu sẽ phải đi tù đó. Đi tù sao? Mày nói mày mất ngủ, ok tao chấp nhận. Nhưng mày quên rằng sau khi mày trở về không dám tắm rửa sao? Tao đoán là mày biết tao sẽ nghi ngờ nếu như đi tắm đêm một cách bất thường như vậy. Mày vẫn mặc nguyên bộ đồ đó, trên người lấm tấm mồ hôi, hòa trộn với cái mùi quỷ khí không thể sai đi đâu được. Và ngay từ lúc giao chiến với mày trở về, tao đã nhận ra đó là cùng một mùi hương. Ngay từ đêm đó thì mối nghi ngờ của tao dành cho mày ngày một lớn hơn. Đến sáng hôm sau, tức là mới sáng hôm qua đây thôi, tao vừa dậy đem chuyện thông báo với mọi người ra hết, thì mày hình như không muốn nghe. Mày không quan tâm mấy. Vì sao vậy? Bởi vì chuyện này mày đã nghe đi nghe lại suốt 3 lần liền, cho nên chán không muốn nghe nữa. Tầm 6 giờ 30 sáng tao sang nhà thầy Long để mời mấy sang ở chung, thì thấy ông ấy bị đánh trọng thương nằm bẹp dưới đất rồi. Hỏi cho mới biết ông ấy bị đánh vào giữa cuối canh năm. Lúc tao về là đầu canh năm. Kể chuyện hết nửa tiếng rồi mới đi ngủ trước. Trong thời gian đó, mày đã tìm đến để giết ông Long nhằm bịt đầu mối tin tức về cây sinh khí, có đúng không? Ông Long ở một bên cũng lên tiếng xác nhận. Chính là hắn ta. Rạng sáng hôm đó đã tìm tới nhà muốn giết chết tôi. Bởi vì khi giao chiến với hắn, tôi cũng ngửi được mùi hương trên người của hắn, giống như cậu vậy. Và hơn hết, khi hắn đánh gục tôi còn trông thấy hắn biến từ hình ngạc nhân trở lại thành hình người. Và đó cũng chính là hình dạng của hắn bây giờ. Suốt ngày hôm qua tôi không dám báo với cậu là bởi vì tôi vẫn còn chưa được khỏe, cũng chưa có bằng chứng cụ thể để vạch trần hắn. Một lời nói đơn phía tôi không đủ tính xác thực cho mọi người tin tưởng được. Tôi không biết những tình huống hay sự việc xảy ra như thế nào, nhưng tôi đem tính mạng và nguyên hồn của một người học đạo ra thề độc giữa đất trời. Nếu như tôi có lời nào vu khống hắn ta, xin Thiên Lôi triệu hồi xét đánh chết tôi tại đây. Vừa dứt lời thề, trên trán ông Long hiện ra một vết dấu nhỏ. Nó in sâu vào bên trong rồi biến mất hẳn như chưa hề có phản ứng gì. Khang biết chắc chắn những lời ông Long nói hoàn toàn là sự thật. Cậu liền nói to: Thầy Minh, thầy đem túi sách của hắn đến đây, lục lấy tấm áo choàng tím của hắn ra cho em. Để xem, nhân chứng đã xác nhận rồi, còn thêm vật chứng nữa, hắn chối cãi được nào. Thầy Minh liền tức tốc làm theo. Và đúng như những gì Khang nói, ở bên trong có một cái áo choàng tím có dính vài vết máu và rách to ở một chỗ. Khang ngậm con dao vào miệng rồi dùng một tay móc từ trong túi ra một tấm vải rách, sau đó cầm lại con dao nói: Nhận ra cái này chứ? Trận đánh đêm hôm đó, tao đã xé được một mảnh áo của tên tử tinh ngạc nhân. Cũng may là tao không vứt nó đi, chứ nếu không thì bây giờ còn thứ gì để đối chứng. Còn vệt máu trên áo kia, nếu tôi đoán không lầm, đó chính là máu của thầy Long. Không sai, đó chính là máu của tôi. Khang liền ném manh vải rách cho thầy Minh. Thầy liền hiểu ý, trải bằng tấm áo choàng đó ra rồi ghép lại thử. Kết quả là vừa khớp vào trong. Khang cười khẩy: Tới lượt bị cáo tự bào chữa cho bản thân rồi. Bị cáo còn có gì muốn nói nữa hay không? Trước những chứng cớ và bằng chứng đã rõ rành rành như thế, tên ngạc nhân tử tinh sống trong lúc thầy giáo hiền lành không còn gì để chối cãi nữa. Lần này hắn rất bình thản, thậm chí là thông thả mà nói: Phải, tao là tử tinh ngạc nhân đó. Cũng chính tao đã dàn xếp tất cả để đưa đám mộ chúng mày vào đây. Chỉ tiếc là ngày tế lễ chưa tới, đã bị bọn bay phát hiện ra được rồi. Tất cả hoàn toàn bất ngờ trước lời thừa nhận của hắn ta. Từ nãy tới giờ, mặc dù cho những lý lẽ, những chứng cứ liên tiếp được đưa ra đầy tính sát thương và chặt chẽ, nhưng trong lòng của cả đoàn sinh viên đều mong cho kẻ thủ ác không phải là thầy Thành, một người mà họ luôn vô cùng yêu quý. Ấy vậy mà định số lại trớ trêu thay,
người mà tất cả đều tin tưởng, lại chấp tâm muốn hại chết cả đoàn. Và to lớn hơn là muốn kéo theo sự lụi tàn của cả một dân tộc. Khang siết chặt người thầy Thành hơn, nó ghì dao mạnh tay hơn, cho gào lên thật lớn. Tại sao vậy? Tại sao mày có thể tàn ác tới như vậy? Bộ mày không còn chút nhân tính nào hay sao? Tao không phải là người Việt, tại sao tao lại có nghĩa vụ quan tâm tới sống chết của đám mộ chúng mày chứ? Cây linh khí mà mày nói đã đầy rồi, chỉ không lâu nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc. Bọn mày sẽ bị chủ nhân của tao chặt đầu trong buổi tế lễ vào tối ngày hôm nay. Mày làm gì được tao? Mày quên là xung quanh mày đang có gần 200 dân bản đang bao vây sao? Nên nhớ, đám dân đen đó chỉ nghe lời của ngạc nhân tộc bọn tao thôi. Vậy sao? Để xem họ sẽ sợ lời nói không chút sắc thương của mày, hay là sợ lưỡi gươm sắc lạnh đang cầm trên tay bốn thủ vệ của tao. Nhưng trước hết thì mày nên khai luôn lý do tại sao mày lôi kéo mọi người vào đây. Nếu chỉ vì cây linh khí thì tại sao còn nhắm tới các em sinh viên và chúng tao làm gì? Thành nghe xong câu hỏi của Khang, miệng bật cười lên khanh khách. Ánh mắt cố ngoái ra đằng sau, nhìn Khang đầy chăm chọc, cho vừa cười vừa đáp. Tất cả cũng do mày thôi nhóc con. Giống ngay từ đầu, chủ nhân đã lệnh cho tao theo dõi mày từ lúc mày giết xong tên quỷ sư rồi. Mày có một con trọng trong người rất mạnh đó, là long hồn. Nếu như chủ nhân tao có được nó cùng với cây linh khí thì sức mạnh của ngài ấy chắc chắn sẽ đại tăng. Không những thế, đám môn đồ đệ tử con nhang như tụi tao cũng sẽ được hưởng bổng lộc không ít. Nhưng tiếc là lúc giao chiến với mày thì tao không nhìn thấy hay cảm nhận được chút gì của cái thứ gọi là long khí hay long hồn nào cả. Mày muốn giấu nó cho đến giây phút cuối cùng hay sao? Cứ giấu đi, cho chủ nhân tao cũng sẽ bắt cho bằng được đó mà thôi. Thì ra đó chính là lý do mà hắn ta cố tình sắp xếp để đưa mọi người vào trọng. Thoáng chốc trong lòng Khang cũng cảm thấy có chút áy náy và xấu hổ, khi mục tiêu hắn nhắm đến chỉ duy nhất là mình, mà lại vô tình làm ảnh hưởng tới nhiều người như vậy. Tên tử tinh ngạc nhân còn nói thêm. Ban đầu tao vốn chỉ muốn dụ mình mày vào đây thôi, nhưng lại không có một cái cớ nào cụ thể và thuyết phục cả, nên tao mới biện cớ nhờ thằng Minh làm một chuyến đi thực tế để nâng cao nhiệm vụ cho sinh viên du lịch. Chương trình này được chính thằng Minh đã thông qua, chúng mày mới đi chuyến này, và tao có dịp để kéo tất cả vào đây. Mục tiêu chính của chuyến đi lần này chỉ có mày thôi Khang à. Còn đối với đám dòi bỏ lúc chút ăn hại kia, tao chỉ xem chúng nó như một món quà tặng kèm mà thôi. Luyên thuyên tới đây đủ rồi, bây giờ tao sẽ bảo đám mộ dân này đưa tiễn chúng mày một đoạn. Nói xong, tên Thành vận sức biến hình trở thành một hình dạng nửa quỷ nửa người, toàn thân tím ngắt, khuôn mặt tái dại gớm ghiếc. Hắn ta hùng hổ ra lệnh. Đám mộ tộc kia, nghe cho rõ đây. Tao là tử tinh ngạc nhân, là sứ giả mà ngạc nhân tộc chủ phái đến để giúp các ngươi trừ bỏ bọn quỷ ám này. Còn không mau giết hết bọn chúng, cứu ta ra khỏi đây. Dân bản cũng bất ngờ khi tận mắt chứng kiến ngạc nhân. Bọn họ nghe giọng nói này đúng là sứ giả của ngạc tộc thật, thì cũng vung binh khí lên, từ từ tiến đến. Khang đảo mắt nhìn sang bốn bên, cho bình tĩnh nói. Có chuyện lớn rồi đó. Ai không sợ chết với tay thủ vệ của ta thì cứ bước qua đây. Thủ vệ, rút gươm. Bốn thủ vệ liền tuốt gươm, chém mạnh một cái, kiếm ảnh lao vụt đi, âm vào bốn thân cây lớn. Cả bốn đều ngã xuống mà không cần tới đường kiếm thứ hai. Toàn bộ dân bản đều cảm thấy hoang mang, lùi lại đằng sau, lộ rõ sự khó xử. Khang nắm bắt cơ hội, liền nói ngay. Đồng bào nghe rõ đây, suốt 40 năm nay
đồng bào bị bọn ngạc nhân này hãm hại, giam nhốt tại nơi hang cùng núi lạnh này. Bọn chúng là người phương Bắc, đang âm mưu yếm hại nước ta. Cây linh khí mà mọi người tôn thờ, tên tộc chủ mà mọi người trọng vọng, thực chất là kẻ thù của chúng ta. Hàng chục xác chết, nạn nhân xấu số trong cuộc thảm sát ngày hôm qua đều là do thuộc hạ của hắn gây ra cả. Dân bản vốn đã lúng túng, nay lại nhận được tin này thì càng lúng túng hơn, chẳng biết lời nói của bên nào là thật. Khang nhìn thấy ở dưới còn có những người dân mà cậu đã cứu hôm qua. Họ điều tra tín hiệu rồi xông tới phía trước mà bảo: "Mọi người, già làng, xin hãy nghe chúng tôi nói. Thật sự mọi người đã bị những tên ngạc nhân đó lừa cả rồi. Chính bọn chúng mới là kẻ giết người thân của chúng ta. Nếu như hôm qua không có ân công và bốn tráng niên thủ vệ này ra tay cứu giúp, thì chúng tôi đã không còn mạng để mà trở về. Xin mọi người hãy tin lời nói của chúng tôi. Tất cả chúng ta suốt bấy lâu nay đều bị chúng lừa bịp cả rồi. Cây sinh khí đó không phải là thứ tốt đẹp gì, đó là âm mưu của bọn chúng thôi. Chúng ta phải phá hủy nó, phải phá hủy nó đi thì mới được." Trước những lời làm chứng và cảnh tỉnh đó, dân làng lại càng rối loạn hơn. Họ không biết tin vào ai trong lúc này. Những lời xì xầm bàn tán cứ như vậy mà không ngớt. Khang liền nói ngay: "Tất cả yên lặng đi. Nếu như mọi người không tin, tôi có thể chứng minh cho mọi người thấy. Mở cánh cổng không gian ra mau." Khang hét lên như ra lệnh với tên tử tinh ngạc nhân. Hắn ta bật cười: "Mày muốn đe dọa tao bằng con dao cùn này sao? Nó không gây được chút sát thương nào cho tao đâu. Không tin mày cứ thử đi." "Mày nói phải, giết quỷ ai lại dùng dao thái lan bao giờ? Nhưng mà mày lầm rồi. Nhìn đây, sắc không đau, khai." Con dao trong tay Khang đột nhiên phát lên ánh sáng đỏ rực, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Nó tra lưỡi dao vào sát cổ hắn ta và nói: "Bây giờ thì nó đã có chút sát thương rồi đó. Mày cũng biết là để cho sát hồn đao cắt trúng một đường thì hậu quả như thế nào. Còn không mau mở cửa." Khang vẫn đang tiếp tục uy hiếp con mồi. Hắn ta sau khi nhận ra con dao đi rừng kia chính là sát hồn đao thì mới bắt đầu biết sợ. Khắp người hắn trung lên cầm cập, tới mức Khang cũng nhận ra. Nhưng sợ là sợ, chứ hắn vẫn cố cứng đầu: "Tao không mở thì sao? Mày giết tao thì cùng lắm là hồn phi phách tán thôi. Rồi thì tất cả bọn mày cũng phải chết thôi, cũng không khác gì tao cả. Cả đám mộ dân ở đây nữa, tất cả cũng đều sẽ phải chết." Lời nói từ chính miệng hắn thốt ra khiến cho cả dân bản cũng đều sững sờ. Khang liền nói: "Bây giờ thì đồng bào biết phải tin ai rồi chứ. Nhưng mà Thành à, mày thật là ngây thơ. Mày tưởng như vậy thì lừa được tao sao? Tao giết mày rồi hồn phách dù có tiêu tán, nhưng tên tộc chủ kia vẫn có thể thu thập hồn khí của mày lại để giúp mày hồi sinh thôi. Tao có ý này hay hơn. Tao vẫn sẽ giết mày, rồi sẽ đập tan luôn cả hồn khí của mày. Phần hồn phách thì tao sẽ không để cho mày chết, mà giam vào trong bình hỗn độn. Vào trong đó mày sẽ biết như thế nào là thống khổ. Mày sẽ được chung số phận với những tên ác tặc trước đây, như tên quỷ sư vậy, tên Hắc Châu Long, hay là cả tên Hai Long nữa. Vào trong đó mày sẽ không cô đơn đâu. Lão già đó cũng chẳng có cách nào cứu mày được. Cho dù lão ấy có lấy lại được bình hỗn độn của tao thì cũng chẳng làm được gì ngoài chuyện đập bể nó ra. Bình hỗn độn mà bể thì lúc đó mày cũng chính thức tiêu tùng, và đặc biệt là chẳng còn hồn khí đâu để mà hồi sinh lại được. Cho nên là cứ suy nghĩ cho kỹ đi, tự tìm cho mình con đường sống. Mày nghĩ lão ta đã thí mạng cả chục sinh mạng thuộc hạ của mình, liệu lão có dư hơi tốn sức đi cứu mày hay không? Tao chỉ nói đến vậy. Bây giờ tao đếm từ 1 tới 3. Nếu như cánh cửa chưa mở ra, mày biết chuyện gì sẽ xảy ra đó." Tử tinh ngạc nhân nghe những lời Khang nói ra, chợt cảm thấy một nỗi lo sợ dâng lên. Và hắn ta đang chính thức đối diện với sự lựa chọn của chính mình. Một
2 3 Hết giờ. Khang vung dao lên, chuẩn bị xuống tay thì hắn ta hét lên: Khoan, dừng tay. Được rồi, tao sẽ mở. Đừng giết tao. Tốt, thi pháp đi. Mày thả tao ra được chưa? Ôm chặt như vậy thì làm sao thi pháp cho được? Được thôi, tùy tâm xích. Trói. Một sợi dây xích xuất hiện ra, trói một tay của Khang và một tay của gã ta lại. Bây giờ thì thoải mái rồi đó, thi pháp đi. Hắn ta không nói gì nữa, liền chắp tay lên mà thi pháp. Chỉ trong vòng chưa tới 10 giây đã xuất hiện một cánh cổng không gian lớn được mở ra. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một thứ kỳ dị mà trước giờ họ chưa từng được nhìn thấy. Khang vẫn chưa thấy yên tâm, liền nói: Mọi người yên đó, không được nóng vội. Thầy Long, thầy Minh, hai người ra phía trước kiểm tra xem có đúng hay không. Mọi người sẽ chờ hai thầy đây. Nhưng nếu hắn dở trò thì khả năng cao hai người sẽ phải chết đó. Cả hai đều cùng động thanh mà nói: Chết chóc là cái thá gì đâu chứ. Chả lại hắn đang trong tay cậu. Lỡ như hai chúng tôi có mệnh hệ gì thì cậu cứ giết hắn như cách bàn nãy để báo thù cho hai thân già này là được. Thầy Minh cũng gật đầu tán thành. Thế là hai người kéo nhau đi ra trước. Tầm gần 10 phút sau mới quay trở lại. Thầy Minh tươi cười: Đúng đó rồi Khang à. Theo con đường này chạy thẳng sẽ ra tới đường bị rừng và đường quốc lộ đó. Các em được về nhà rồi, mọi người được cứu rồi. Các em sinh viên nghe được tin sắp được về nhà mà lòng vui mừng khôn xiết, thậm chí còn nhảy cẩn lên ôm lấy nhau hạnh phúc ngập tràn. Bây giờ thì Khang nói với dân bản: Đồng bào hãy nhìn đi, sau cánh cửa đó mới đúng là thế giới mà tất cả mọi người đang được sống. Đó là cuộc sống của hiện tại, chứ không phải là một cuộc sống cô lập tách biệt, làm tay sai cho kẻ khác trong suốt mấy mươi năm qua. Có lẽ khi mới hòa nhập cộng đồng, mọi người sẽ có chút không quen, nhưng tôi tin rằng mọi người sẽ làm được. Bây giờ chúng ta cùng ra ngoài. Những người dân bản được Khang cứu cũng nhanh chóng tiến lên, thúc giục mọi người xếp hàng ngay ngắn. Họ nói: Đi thôi mọi người, bấy lâu nay chúng ta bị sống trong giam cầm như vậy là quá đủ rồi, hôm nay phải tự giải thoát cho chính mình thôi. Cứ thế mà từng đợt người nối đuôi nhau bước ra cánh cửa không gian đó. Khi mọi người đã ra ngoài gần hết thì tên tử tinh ngạc nhân kia liền trở mặt. Hắn ta phóng tới chỗ Khang đang đứng, tung liên tiếp 5 chưởng khí rồi nói: Bọn mỗi nhân kia có thể đi, nhưng cái mạng của mày nhất quyết phải ở lại đây. Trận đấu hôm trước tao với mày vẫn chưa kết thúc dễ như vậy đâu. Do chưởng lực không chỉ nhắm vào Khang mà còn cố tình nhắm vào những người dân cuối cùng đang đi ra khỏi cánh cổng, nên lúc này cậu không thể tránh né đi đâu được. Cậu đành cố dương tấm thân ra để mà che chắn hết cho tất cả. Chưởng lực ập thẳng vào người Khang, cậu cảm giác như xương cốt khắp người đều gãy tan nát hết cả. Nhưng cho dù là như vậy, Khang vẫn cố đứng thật vững để che chắn cho những người còn đang ra cuối cùng. Mọi người bên ngoài thấy vậy liền hô to tên cậu. Khang cố gắng gồng mình chống chịu mà nói: Đi nhanh, em số không chịu nổi nữa rồi, nhanh đi. Sau khi người cuối cùng ra bên ngoài thành công thì Khang cũng ngã gục xuống đất. Bốn thủ vệ liền xông tới bao vây lấy tên tử tinh ngạc nhân kia ngay. Tên tà đạo này dám xâm hại tới chủ nhân của bọn ta, xem ra nhà ngươi muốn chết rồi. Cả bốn cùng lao lên chém giết điên loạn. Chẳng mất bao lâu thời gian thì tử tinh ngạc nhân cũng bị bốn thủ vệ chém cho hồn phi phách tán. Họ liền chạy lại chỗ Khang. Bây giờ anh đã khác hơn so với lúc ban nãy. Trên người tỏa ra long khí dạo dạc, những vết thương trên khắp cơ thể đang tự động hồi phục rất nhanh. Chính bản thân Khang giờ đây cũng cảm nhận được rõ ràng sức hồi phục nhanh đến lạ thường của mình. Thủ vệ định đưa Khang ra khỏi cổng thì cậu đã vội chìa tay ra, níu lại mà nói: Tôi không sao, như kiến cắn vậy thôi. Khang ngồi dậy một cách bình thường
trước sự ngạc nhiên tột độ của tất cả mọi người. Không ngờ sau khi ăn liên tiếp 5 chưởng lực, thân xác như đã muốn nổ tung. Vậy mà chỉ trong chốc lát, cơ thể cậu đã phục hồi nhanh như thế. Bốn thủ vệ cũng nhìn Khang khó hiểu. Anh từ từ đứng dậy, chỗ bớt bụi trên quần áo, rồi nói: cho dù chất giọng vẫn còn đang yếu ớt không được tự nhiên, nhưng như thế vẫn là một điều gì đó quá thần kỳ và khó có thể nào lý giải được. Bây giờ tôi không thể sống quay về được. Tôi buộc phải ở lại đây đấu với tên ngạc nhân tộc chủ kia một trận, sau đó phải bứng cho được cây sinh khí của hắn ta. Mọi người cũng thấy đó, cho dù tên tử tên ngạc nhân này có bị giết thì không gian ở đây cũng không được quá dài. Vậy thì mấu chốt vấn đề không phải là ở hắn, hắn chỉ là kẻ dưới trướng của lão già kia thôi. Đối tượng chính yếu trong sự việc lần này mà tôi buộc phải loại bỏ, đó chính là ngạc nhân tộc chủ. Không được đâu Khang, em sẽ không đánh lại hắn ta đâu. Hãy nhân cơ hội này mà về nhà thôi, chuyện đó cứ mặc kệ đi, đừng có quá sức, kẻ phải mất mạng đây mà. Thầy Long thì lại khác, ông nhảy ngược trở lại vào bên trong với Khang, rồi bảo: tôi hiểu ý cậu, dù gì tôi cũng là người ở đây hơn 40 năm, cũng từng là kẻ giao tiếp với hắn ta và được tiếp cận với cây sinh khí không ít lần. Tôi sẽ giúp cậu đến cùng. Khang mỉm cười cảm ơn, rồi nói tiếp: em hiểu, nhưng bây giờ em không thể bỏ đi ngay lúc này được. Chỉ còn đêm nay nữa thôi thì quá trình thu linh khí sẽ hoàn tất. Nếu như em không cản được hắn ta thì toàn bộ linh khí của đất nước ta sẽ bị đánh cắp đi. Khi đó chính bản thân em cũng tự thấy mình là một tội đồ dân tộc. Em không thể để bất cứ một kẻ nào đem bất cứ thứ gì của quê hương mình đi được, cho dù đó chỉ là một cành cây ngọn cỏ. Chuyện nơi này dù nguy hiểm, nhưng có nguy hiểm tới mấy thì cũng phải thử. Chết đến cùng là gì? Trang nam tử xả thân vì nước, há lại sợ chuyện sống chết thường tình hay sao? Nhưng mà em... Thôi được rồi, em đã quyết định rồi. Thầy mau đưa mọi người ra khỏi đây đi. Nếu sau ngày mai em còn sống ra khỏi đây, em sẽ tới biệt rừng đợi thầy. Còn nếu như em không ra được thì coi như em đã sống và cống hiến cả sinh mạng của mình cho mảnh đất thân yêu này. Đi đi. Không còn cách nào khác, thầy Minh đành phải làm theo những gì Khang nói. Một đoàn mấy trăm con người kéo nhau đi ra khỏi rừng. Khang và ông Long bây giờ cũng an lòng đi đến chỗ cây linh khí. Hôm nay sẽ là một cuộc chiến sinh tử sắp sửa diễn ra. Khang nhìn bầu trời thân yêu xinh đẹp phía sau cánh cổng một lần nữa mà cảm thán: núi sông đẹp biết bao. Mới bước đi chưa được bao lâu thì ở đằng sau lưng cậu đã phát ra tiếng kêu vọng lại. Cậu và thầy Long ngoái đầu ra sau nhìn thì nhìn thấy một nhóm hơn 30 người cầm đủ binh khí đang tiến lại. Khang ngạc nhiên nói: trời ơi, sao mọi người còn quay vào đây? Biết là đây bây giờ nguy hiểm lắm hay không? Có thể mất mạng bất cứ lúc nào đó. Từ từ, để thầy thở đã. Thầy cũng đưa mọi người ra đó cả rồi, nhưng mà bọn họ không hiểu sao á, cứ nhất quyết lại đồ vào đây đó. Khang nhìn sang đám trai đinh trong bản, cho hỏi: các anh đã được giải thoát rồi, còn quay trở lại đây làm gì? Ân công à, chúng tôi cũng có lòng yêu nước. Lần này đánh đuổi bọn tà đạo đó thì làm sao những người như tôi có thể ngồi yên được? Nhưng mà... Khang chưa nói hết câu thì thầy Minh đã cắt lời ngay: em yên tâm đi, những thanh niên trai tráng này đều là những chiến binh tinh nhuệ nhất của bản làng. Họ được đào tạo để gìn giữ yên bình và xua đuổi thú dữ nơi đây. Kỹ năng chiến đấu của họ cũng tốt đó, không sao đâu. Nhưng mà đây là chuyện của giới đạo thuật, dùng võ chỉ một hai phần thôi, nhưng mà dùng phép lên đến 8-9 phần. Chuyện này không phải là chuyện cầm súng đánh trận bình thường đâu. Một trại đình khác lại tiếp lời: không quan trọng đâu, ở đâu có giặc thì chúng tôi đánh, không cần biết chúng thuộc hạng gì. Cậu có ơn cứu chúng tôi ra khỏi đây, chúng tôi không thể nào để cậu một mình đi vào sinh tử được. Biết không còn cách nào khác, Khang đành nói: bây giờ các anh đều ở đây cả, thế lỡ như mọi người ngoài kia gặp nguy hiểm thì làm sao? Em yên tâm đi, thầy đã đưa tất cả mọi người ra khỏi rừng rồi. Họ đang tập kết ở biệt rừng hôm trước,
mọi người đang dựng trại đó đợi chúng ta. Chúng ta cũng đã cử một toán thanh niên ở lại canh gác và bảo vệ cho dân bản. Mau giải quyết chuyện ở đây đi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Thầy Long thấy vậy cũng lên tiếng phụ họa theo. Có thêm người thì có thêm sức mạnh, họ có lòng thì cứ cho họ theo đi. Trận chiến lần này cũng coi như là có người chứng kiến để truyền lại cho con cháu đời sau rồi. Thôi được rồi, nếu các anh đã quyết tâm tham gia thì tôi cũng không cấm cản được. Nhưng tuyệt đối khi chiến đấu phải nghe theo hiệu lệnh của tôi, có vậy mới đảm bảo được ít tổn thương nhất cho mọi người. Hơn nữa đã quyết định đi thì chỉ có sống hoặc là chết. Mọi người đã chắc hơn chưa? Tất cả đều gật đầu kiên quyết. Thế rồi cả nhóm hơn 30 người cùng nhau tiến thẳng tới mảnh đất nơi có cây linh khí kia. Một lúc sau, trước mặt họ xuất hiện ra một thân cây gỗ rất to lớn. Từ nó tỏa ra thứ không khí trong lành dễ chịu và ấm áp đến lạ thường. Mọi người ai cũng tranh thủ hưởng thụ cái cảm giác lâng lâng đó. Khang nhẹ nhàng nói, là linh khí của đất nước ta hội tụ vậy đó. Thật là dễ chịu, thật là thoải mái. Linh khí của các người sao? Nhưng mà sau hôm nay, nó không còn là của bọn mỗi tộc các người nữa. Tiếng nói trầm hùng cất lên. Khang liền nhận ra đó là tiếng của lão già đáng chết kia. Cậu và mọi người liền đứng bật dậy, chuẩn bị tinh thần chiến đấu quyết tử. Lão ta đang ngồi trên một cái kiệu nhỏ, có 8 con thanh tinh ngạc nhân khiên. Xung quanh là đám môn đồ thuộc hạ, quỷ hồn tất cả đều không dưới 400 mạng. Trên khoảnh đất rộng lớn, cạnh cái cây linh khí khổng lồ, sắp xảy ra một cuộc đại chiến. 38 đấu chọi với 400. Khang rút thanh kiếm gỗ đào từ trong ba lô ra sẵn trên tay. Mọi người cũng đang rục rịch giao rựa mà chuẩn bị cho trận quyết chiến. Lão già kia nhìn thấy dân bản bây giờ đã không còn nghe theo lời mình. Khang thì chỉ mới trong một ngày mà thể trạng đã hồi phục gần nguyên như cũ. Lão hơi cau mày, vẻ mặt có vẻ không hài lòng. Sau đó lão chống thanh trượng xuống đất, rồi từ từ xuống kiệu. Hai ngón tay xe xe những sợi râu trắng dài, rồi nói, hôm qua ta đã tha cho ngươi một mạng rồi, mà bây giờ vẫn còn dám đến đây đối chọi với ta sao? Ngươi không phải đối thủ của ta đâu, mau cút khỏi đây đi, kẻo lát nữa ta lại đổi ý đó. Lão nói thì nói vậy thôi, chứ chẳng đời nào lão dễ dàng để cho Khang bỏ đi cả. Vì trong người cậu bây giờ là một thứ mà lão cho rằng độ quý báu cũng ngang ngửa không thua kém gì cây linh khí này. Đó chính là nguyên hồn của chân long. Khang cầm chắc thanh kiếm trong tay, chậm chậm đáp lời. Cứ đổi ý đi. Cho dù hôm nay ngươi có tha cho ta, thì chúng ta cũng không tha cho ngươi đâu. Đừng mơ mà đem được cây linh khí này về phương Bắc. Hôm nay nó sẽ ở lại đây, cùng với cái mạng của nhà ngươi. Thầy Long cũng nói thêm, suốt bao nhiêu năm nay ta cố tầm nếm mật nằm gai, cũng chỉ đợi có ngày này. Đồ của nước Nam thì phải ở lại nước Nam, cho dù nó có là bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Lão già nhìn Khang, thầy Long và cả những trai đinh trong bản, ai nấy đều sục sôi ý chí chống ngoại xâm một cách mãnh liệt. Lão cầm cây ma xà trượng lên cho hỏi, được, các ngươi thật sự muốn thí mạng sao? Đương nhiên, đánh tới hơi thở cuối cùng. Vậy thì phải hỏi ý kiến của những thuộc hạ của ta trước đã. Tất cả xong lên. Phía bên này, Khang và mọi người cũng hào hùng không kém. Khang lên dây cót tinh thần. Trận tốt động chúc động năm xưa, chỉ với 6.000 nghĩa sĩ Lam Sơn đã diệt được hơn 10 vạn quân Minh xâm lược. Vậy thì hôm nay chúng ta lấy 38 người để giết sạch hết 400 tên giặc đó. Núi sông sẽ ghi tên, đất nước sẽ nuôi lấy hồn ta. Tất cả mọi người
Đánh! Cuộc đại chiến đã chính thức bắt đầu. Hai bên đều xông vào nhau mà chém giết quyết liệt. Khang đơn độc xông thẳng vào trung tâm quân địch, một tay vung kiếm, một tay cầm ấn, chém giết không biết mỗi tay. Trận chiến hôm nay lấy một chọi mười, lấy nhân nghĩa trị xấu xa, quyết chiến đấu hy sinh cho đến hơi thở cuối cùng. Những người trai tráng có mặt trong trận chiến ngày hôm nay không đơn thuần là những con người bình thường nữa. Họ đã trở thành những chiến binh thực thụ. Trên tay họ chỉ là những thứ vũ khí thô sơ cũ kỹ, nhưng sắc mặt lại chẳng chút nào đúng hay sợ hãi. Có người cầm rựa từ trên chẻ xuống, từ bên này sang bên kia. Có người cầm dao phai chém từ bên này sang bên nọ. Khang vung kiếm một đường, liền chém bay đầu hai tên thủ hạ. Cậu ném thẳng một mạch thanh kiếm lên trời, rồi dùng ấn tính chỉ thẳng lên mà hô thật lớn: Mao Sơn Quỷ Môn Thuật, trợ lực phù, sinh khí trận, khai! Xét đánh xuống liên tiếp hai ba đợt, bầu trời xuất hiện những đám mây trắng tinh khôi rất đẹp. Sau đó trút xuống một trận mưa tốt tươi giữa bãi chiến trường. Dưới cơn mưa mát lành đó, đồng đội của phe Khang như được tăng thêm sĩ khí, sức chiến đấu của bọn họ cũng được tăng lên đáng kể. Thầy Long có lẽ là người đang chật vật nhất, vì đã có tuổi nên ông ấy cũng chẳng đánh đấm được gì nhiều, chỉ đứng phía sau liên tục gia trì thế trận, bổ trợ cho lớp trẻ. Khang cầm kiếm xông thẳng vào lão già tộc chủ đó mà tấn công. Hắn ta chỉ cười khẩy một cái khinh thường, chứ không thèm né tránh. Lập tức tám con thanh tinh ngạc nhân khiên kiệu khi nãy liền sấn tới đón đánh Khang ngay, không cho cậu áp sát được vào lão già đó. Khang cũng chẳng mấy quan tâm, cậu thổi hỏa liệt phù vào lưỡi kiếm, rồi vừa lao lên chém lia lịa, vừa quát to: Đám tự tin tao còn giết được, thì huống hồ gì là đám thanh tinh chúng mày. Bọc cút khích à? Mao Sơn pháp môn, tinh linh thần thuật, chuông nhiếp hồn, khai! Trên vai Khang xuất hiện ra một cái chuông nhỏ. Cậu cầm lấy cái chuông đó, tra vào trong chuôi kiếm, phi tới tung liên tiếp ba cước vào ba con thanh tinh khác nhau. Cậu vung kiếm đến đâu thì chuông nhiếp hồn kêu lên tới đó. Cậu cắn đầu ngón tay, nhỏ vào đó một giọt máu, rồi lắc lên. Lần này thì kiếm vung ra đến đâu, huyết phong nổi lên theo tới đó. Từng cơn gió máu cứ ào ạt kéo về, mọi người đều cảm thấy lạnh toát hết cả sống lưng. Khang thì cứ nhắm tới tám con thanh tinh mà công kích. Nhắm thấy đánh chưa đã tay, cậu lấy thêm hai lát kim phù cho khấn: Sát quỷ phù, khai! Cậu phóng hai lát kim phù tới phía trước, rồi vung kiếm lên chém cho chúng rách ra thành nhiều mảnh. Mỗi mảnh linh phù lập tức thành một tia sáng khác nhau, chúng nhắm thẳng vào tám con thanh tinh mà công kích. Sát quỷ phù ập thẳng vào trong nguyên hồn của bọn chúng, phát nổ từng tiếng một. Chỉ trong duy nhất một chiêu mà Khang đã cho cả tám con thanh tinh đó trở về với cát bụi. Bây giờ trước mặt Khang chỉ còn lại đảo già, ngạc nhân tộc chủ. Phía sau hai người, trận chiến vẫn đang xảy ra vô cùng căng thẳng. Từ 400 tên thuộc hạ, sau gần nửa giờ giao tranh, bên phe ngạc tộc chỉ còn hơn 100 tên sống sót, bên Khang cũng đã mất đến 6-7 người. Cậu đưa thanh kiếm trỏ thẳng vào mặt lão già, rồi nói: Bảo bọn họ dừng lại đi. Đây là trận chiến của ta với ngươi, ta không muốn ai phải chết vô ích cả. Ta không dừng thì sao? Ra chiến trận nhất quyết không được để cho những cảm xúc yếu hèn lên ngôi. 400 mạng đó coi như thí cho các ngươi khởi động. Còn ngươi, Chân Long, sau trận chiến ngày hôm nay, ta sẽ lấy đi toàn bộ sức mạnh của Long Thần đang ẩn giấu trong cơ thể của ngươi. Nếu như đám ăn hại kia không giết được ngươi, thì để đích thân ta ra tay vậy. Lão già cầm ma xà trượng lên, phóng thẳng vào Khang liên tiếp những chùm quỷ đạn. Khang tung kiếm lên, vừa chém vừa đỡ. Lần này thì bị lão ta áp sát vào người cậu, đánh giáp lá cà. Khang cũng quyết định chơi tới bến với lão một phen. Tiếng trượng và kiếm va vào nhau chang chát, kình lực mà hai người tạo ra đủ hất văng bất cứ ai dám bén mảng lại quá gần. Khang càng đánh càng hăng, lão già kia thì cũng chẳng kém. Không hiểu sao lão ta lại có một sức khỏe dẻo dai lạ thường đến như vậy.
Khang tung kiếm phi lên không trung, bổ người chém xuống. Lão ta đưa trượng lên chống đỡ ngay. Khang ghì chặt thanh kiếm xuống. Lão ta gồng hết sức mình lên để cố nâng được sức nặng ngàn cân mà Khang đang ép xuống. Tiếp đó, Khang dùng một chân đá mạnh vào người lão. Lão cũng đá vào người cậu một cú. Cả hai lăn ra xa, cách nhau hai thước. Khang đứng dậy thu kiếm ra sau, rồi tung chỉ quyết đánh trả. Âm dương chỉ thuật, khai! Thiên càn là sát trận, lóc! Lập tức, cơn mưa sinh khí của sinh khí trận ngưng hẳn đi. Thay vào đó là một vòng trận pháp lớn ở trên trời bay xuống, dán thẳng vào khu vực giao tranh. Khang bắn đạn khí ra liên tục không dứt. Nhưng lạ là lão già kia đều tránh né được một cách rất uyển chuyển mượt mà, với tốc độ có thể nói là khó có ai cản được. Khang vô cùng bất ngờ, vì từ trước tới nay, với môn chỉ pháp này, cậu đã đánh không biết bao nhiêu trận, cũng chẳng có kẻ nào có thể né tránh được quá lâu. Ấy vậy mà hôm nay mọi thứ đều khác xa. Lão già này có thể nói là sức mạnh của hắn còn vượt xa cả quỷ hồn, yêu tinh, hay thậm chí đã tiệm cận đến ngưỡng của tiên giới. Sau nhiều đòn tấn công không gây ra được một chút sát thương nào, Khang lại rút kiếm ra ngay, cười gian xảo nói: Cũng lâu rồi không xài tới món này, để xem thử tốc độ của nhà ngươi có nhanh bằng nó hay không. Vô ảnh kiếm pháp xuất. Lần này là một sự khác biệt. Khang xuất ra 108 đường của vô ảnh kiếm pháp. Đường nào đường nấy cũng biến ảo vô cùng. Tốc độ có thể nói là nhanh tới mức chỉ còn có thể nhìn thấy được tàn ảnh. Với tốc độ này thì những đòn tấn công của cậu cuối cùng cũng đã có giá trị với lão già kia. Lão ta nhìn thấy Khang vung kiếm vùng vụt, từng chiêu kiếm sắc lạnh chứa kinh lực ghê người. Lão vừa thủ vừa né mà nói: Tên tiểu tử này, ngươi làm ta bất ngờ đó. Rốt cuộc là bản lĩnh của ngươi còn có những gì chứ? Khang vừa đi hết tuần tự 108 đường vô ảnh kiếm pháp thì liền đáp: Còn cái này, Hoàng Anh kiếm pháp xuất. Lần này thì là những chiêu kiếm vô hình, nhưng lại chứa một lượng sát thương vô cùng khủng khiếp. Không phải là nó vô hình thật sự, chủ là tốc độ của bộ kiếm pháp này còn nhanh đến độ tàn ảnh cũng không hề hiện ra. Lão già bị trúng một loạt mười mấy đường kiếm cùng với hai cước của Khang, liền phải lùi ra tận 90 bước. Chưa dừng lại ở đó, lần này Khang lấy ra 8 lá huyết phù rồi ném ra tạo thành bát quái diệm sơn hỏa. Lửa cháy bùng lên bao quanh lấy lão tộc trưởng dữ dội. Cả râu và tóc của lão ta bây giờ đều đã bị thiêu cho trụi đi. Chỉ trong liên tiếp 3 lần xuất kích, Khang đã đánh cho lão già kia phải tối tăm mặt mũi. Có điều bất ngờ là cứ tưởng sau 3 đòn vũ bảo đó, chí ít lão cũng phải tổn thương không ít. Nhưng sự thật là lão ta lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi lửa tắt, lão vẫn còn đứng trơ ra đó, trâu tóc trắng muốt lại mọc trở lại như bình thường. Lão vừa vuốt trâu vừa cười nói: Lâu lâu mới được chết một lần, thật đúng là sảng khoái quá. Ta đã lại trùng sinh thêm một lần nữa rồi. Khang thật không hiểu tại sao lão ta lại có thể khỏe mạnh tới như vậy. Không những thế mà trâu tóc mới vừa bị đốt cháy, bây giờ đây đã mọc lại đầy đủ, thậm chí không sót một cọng nào. Lão ta vung gậy tới đánh ca một lượt 3 đòn, thì lập tức xuất hiện 3 luồng hắc hỏa quyết liệt lao tới. Uy lực của đòn công kích lần này còn lớn hơn lần trước rất nhiều. Khang tái mặt đi, không hiểu cái quái gì đang diễn ra ở đây, nhưng vẫn vung kiếm lao đến. Lão già vừa đánh vừa nói: Nhà ngươi không có cách nào để thắng được ta đâu. Ta có thuật trùng sinh, mỗi lần chết đều có thể sống lại. Trùng sinh một lần thì sức mạnh sẽ tăng lên. Ngươi thua rồi, mau giao trả nguyên hồn chân long cho ta. Bây giờ mới bắt đầu vào thế khó cho Khang. Sức mạnh của lão ta đã khác trước và có sự chênh lệch với cậu rất nhiều, khó có cơ hội nào mà đánh bại được. Ở phía bên kia, những tên thuộc hạ cuối cùng của lão ngạc tộc lại cũng đã bị trai bản cùng ông Long giết hết.
đám người Phe Khang nằm bệt xuống đất mà nghỉ ngơi. Đã có tới 15 người tử trận. Thầy Minh nép sau tảng đá mà theo dõi tất cả, chứ không dám lao lên chém giết như mọi người. Khang quay nhìn lại bãi chiến trường bây giờ đã la liệt xác chết. Hình ảnh những thi thể không đầu, không tay không chân, thậm chí máu me bê bét, chuột lòi ra vô cùng kinh dị. Gió vẫn thổi dập dịu, như đang muốn đưa mùi máu tanh càng đi xa hơn. Lão Ngạc Nhân đứng đó, nhắm mắt tận hưởng cái mùi máu tươi đang thoang thoảng trong mũi mình, cho bảo: Mùi máu tươi thật tuyệt vời, nhưng đó chỉ là máu của những tên thuộc hạ yếu ớt thôi. Cái ta muốn bây giờ chính là máu của những con trọng chân long thuần khiết như ngươi, sẽ ngon lắm đó. Đừng có vọng tưởng. Mọi người cũng đang tiến lại chỗ Khan. Thầy Long thấy vậy thì nói: Mau đốn hạ cái cây linh khí đó đi. Bây giờ chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu, chỉ có mỗi chàng thanh niên này. Hy vọng cậu ấy sẽ cầm cự được cho tới lúc chúng ta đốn hạ xong cây. Bọn họ liền kéo nhau chạy tới cây linh khí. Lão tộc trưởng Ngạc tộc cũng hiểu ra vấn đề, lập tức lao tới ngăn cản ngay. Nhưng Khang càng nhanh hơn, nó phi tới chặn ngay trước mặt lão. Muốn sang được đó thì trước hết phải bước qua được xác của ta cơ đã. Khốn kiếp mà, không biết còn chịu được mấy đòn. Để xem lần này ta có đánh cho người phải tan thay ra hay không. Khang biết bây giờ việc đánh bại được lão là hầu như không thể. Thế cho nên cậu chỉ cố gắng cầm chân lão, kéo dài thời gian lâu nhất để cho mọi người có thể hạ cây. Lão già lao tới với tốc độ nhanh hơn lần trước. Khang cũng không do dự, cậu liền bật hẳn ra phía sau một khoảng, tay lấy ra hai lá kim phù cho hô: Bao sơn phù môn, lôi âm phù, khai! Bao sơn trận môn, lôi âm trận, lộc! Lần này thì cậu dùng cả phép thuật và trận pháp mạnh nhất của mình. Dù đã biết làm như vậy sẽ tổn hao âm thọ, suy giảm âm đức, nhưng cho dù có hậu quả như thế nào thì vẫn quyết phải liều chết để ngăn lão già kia lại. Lôi âm trận níu chân lão già tộc trưởng trong một khoảng thời gian chưa tới 10 bước chân. Trên đầu thì lại xuất hiện 5-6 đám lôi vân đang chực chờ đánh xuống. Khang mím môi cắn mạnh như muốn bực cả máu ra ngoài. Cậu chĩa mũi kiếm xuống dưới đất, cho dùng hai tay gâm thật mạnh mà hét to: Đánh! Sấm sét từ lôi âm phù cứ đánh xuống liên tục vào lôi âm trận. Đòn nào đòn đó cũng tựa như bài sơn đảo hải, âm thanh chát chúa vang lên. Ánh sáng do sét lóe lên làm cả một vùng sáng trực lên thấy rõ. Mặc dù đây vẫn còn là ban ngày, nhưng xung quanh từ nãy tới giờ vốn đã bị che phủ bởi những tầng mây quỷ dị, khiến cho ánh sáng chẳng lọt được xuống bao nhiêu. Bây giờ khi lôi âm phù đánh xuống thì có cảm tưởng như khắp xung quanh đang lắp hàng trăm cái bóng đèn công suất lớn vậy. Khang đứng ở bên ngoài, cố giữ chặt chuôi kiếm để gia trì thêm sức mạnh. Tia sét đánh xuống mỗi ngày một nhiều, càng nhanh và càng mạnh hơn. Ấy vậy mà lão già kia, dù ở bên trong trận pháp trùng trùng sát thương ấy, vẫn không có mấy hề hấn gì. Tốc độ tránh né của lão phải gọi là cực kỳ khủng khiếp, đến tia sét cũng không thể đánh trúng được. Lão cứ đơn giản lượn qua lượn lại trong trận pháp một cách rất thông dong và tự thốn, thậm chí còn buông lời mỉa mai: Lôi âm trận và lôi âm phù vốn là phép thuật do quỷ hồn tạo ra, ngươi lại đem dùng nó đối đầu với ta thì các đạo đang tự nhận mình là quỷ. Và cho dù có là như vậy thì ngươi hãy nhìn xem, nó chẳng có tí tác dụng nào với ta cả. Nhưng còn ngươi, hãy tự nhìn lại mình đi kìa. Cứ mỗi lần một tia sét đánh xuống thì phước đức và dương thọ của ngươi lại giảm đi một ít. Liệu ngươi có bao nhiêu âm đức và dương thọ để đủ giết được ta đây? Đúng là tên bất tài. Quả thật từ trước tới nay Khang đã sử dụng loại pháp thuật này không ít lần, nhưng cho tới tận bây giờ cậu mới biết hai loại pháp thuật và trận pháp này là do giới quỷ hồn tạo ra.
mỗi lần sử dụng là một lần có đánh đổi rất lớn. Cũng chính vì thế mà Long Hồn đã nhiều lần khuyên can là cậu không nên lạm dụng vào phép thuật này, cho dù hiệu quả của chúng là cực kỳ cao. Nhưng hôm nay lại khác, Khang đã đánh xuống hơn 200 tia sét, vậy mà chẳng trúng lấy bất cứ một tia nào. Điều đó cho thấy được là sau khi trùng sinh, thực lực của lão già kia đã tăng tiến rất nhiều, và cũng báo hiệu là sắp tới đây có lẽ Khang và đồng đội của mình sẽ phải bỏ mạng lại tại đây. Phía bên kia, người cầm rựa, kẻ cầm rìu, bọn họ đang cố gắng đốn hạ cây linh khí nhanh nhất có thể. Lão già tộc trưởng thì không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Lão phóng tới một chưởng thật to để phá đám. Thầy Long thấy vậy liền đứng ra chắn ngay. Ông hạ tấn gia trì, cố gắng nương lấy sức già mà chống đỡ, còn nói: "Dành tay lên, không thì không kịp mất." Chưởng lực phát nổ một tiếng thật to. Đằng sau làn khói đen mờ mịt đó là hình ảnh của thầy Long đang đứng trên đôi chân trung trung như muốn quỵ xuống. Áo của ông đã rách tan hoang, khắp người chi chít vết thương lớn nhỏ. Ông học máu ra mà ngã vật xuống đất không kịp nói gì. Chỉ bằng một chiêu duy nhất, lão ta đã hạ đo ván ông Long. Lão vừa cười vừa khích tướng Khang: "Hóa ra cũng yếu đuối như sên vậy. Ta tưởng bọn người biết cách để hạ cây linh khí đó, nhưng ta đã nhầm. Các ngươi chỉ chặt phần thân trên, phần gốc không chịu đạo thì chết là đáng rồi. Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã tới nước này, nên giết hết tất cả đám mộ dân này để xả cơn giận trong lòng ta. Ma xà trưởng, quỷ lôi ảnh, khai!" Lão vụt ra liên tiếp hai ba phát, thì có hàng loạt quỷ ảnh bay tới, toàn lấy mạng đám trai đinh đang hì hục chặt cây kia. Khang cũng nhanh tay không kém, cậu liền tung ngay thanh kiếm lên trời, cho hô: "Ảo ảnh phân tăng, cương nhân đôi, biến!" Từ một thanh kiếm, bây giờ đã hóa thành ba thanh. Kiếm của Khang đuổi theo ba quỷ ảnh, rồi công kích ác liệt, quyết không cho chúng làm tổn hại được đồng bào của mình. Hắn ta chợt quay sang nhìn Khang: "Ta phải giết nhà người trước." Mọi người nghe hắn nói như vậy thì liền dừng tay nhìn Khang. Cậu nói to kích lệ: "Tôi tự lo được, mau bưng cái cây đó nhanh đi. Trợ lực phù, khai! Kim càng là sát phù, khai!" Bùa được Khang phóng ra, nhưng hình như mọi thứ chẳng có được bao nhiêu tác dụng. Lão ta vẫn đỡ ngon lành như không mà sấn tới. Khang phút chốc bất ngờ không lường trước được, liền bị lão đánh liên tiếp hai trượng vào người. Nguyên hồn của cậu tổn thương không ít. Khang lại cố gắng dùng ấn chưởng môn đẩy lão ra xa, rồi dùng tay xoa xoa lên vết thương của mình. Lão ta biết Khang đã trọng thương, liền tấn công ngày càng ác liệt hơn. Lần này thì tính mạng của Khang như đèn treo trước gió, nguy hiểm không lường. "Ta biết nhà ngươi có thần lực trời ban, có khả năng tự chữa thương cho mình. Vậy thì để ta đánh nát dục thể của ngươi ra, đem nghiền thành bột, để xem khả năng chữa thương đó có giúp được cho ngươi hay không. Chết đi!" Lão đánh ra liên tiếp 10 trường vào khắp cơ thể của Khang. Mỗi trường là một luồng hắc quang bắn thẳng vào người. Khang không còn đủ sức chống đỡ nữa. Bây giờ lão đã quá mạnh rồi, cậu không còn đủ sức để theo kịp tốc độ và tránh né đòn tấn công của lão. Hầu như đòn nào Khang cũng bị đánh trúng, dù không ít thì nhiều. Lão bật cười lên khoái trá. Khắp người Khang bây giờ hầu như không còn chỗ nào nguyên vẹn. Xương cốt đã gãy hết, cơ thịt bầm dập, thậm chí còn bị hắn đập trượng vào đầu. Xương sọ vỡ nứt ra, máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống không ngừng. Thầy Binh nhìn thấy vậy, chỉ biết thốt lên tiếng kêu đầy bi ai: "Không, Khang à!" Lão già nhìn sang thầy Minh đang lấp ló sau một tảng đá. Lão tung chưởng đánh tới, tảng đá vỡ ra tan tành. Thầy Minh nằm rạp dưới đất, từ từ mò dậy. Lão chép miệng mỉa mai: "Chà, vẫn còn một con chuột nhắt sợ chết đang trốn ở đây sao?" Lão tiến lại từng bước một. Thầy Minh càng ngày càng sợ hãi, thậm chí thầy tè ra quần lúc nào không biết.
lão nắm lấy cổ thầy đưa lên cao, định bóp chết thầy. Thì ở đằng sau đã có một con dao lớn phóng thẳng tới, găm vào lưng lão ta. Lão bất ngờ không biết ai đã đâm sau lưng mình. Lão ném thầy mình xuống đất rồi quay lại nói: xem ra đám mộ dân này muốn được chết trước thì phải. Lão ta xông tới chỗ mọi người, họ cũng chuẩn bị vũ khí chiến đấu đánh thêm một trận nữa. Thầy Minh vội lao tới chỗ Khang, nhìn thấy cậu vẫn còn sống, thầy ôm cơ thể đã nát tan của cậu học trò, vừa khóc vừa nói: Khang à, em chết thảm quá Khang à, mọi người cũng sắp phải theo em rồi, nước mình bị hắn hại rồi Khang à. Khang chưa chết, nhưng hình như chẳng còn cơ hội nào để sống nữa. Tiếng nói, tiếng khóc của thầy Minh vẫn văng vẳng bên tai. Cậu hiểu hết tất cả, nhưng chẳng còn sức để thốt lên một lời. Cậu khóc, nước mắt chỉ còn chảy được một bên, mắt còn lại đã bị đánh cho rớt cả con ngươi ra ngoài. Thầy Minh nhìn thấy, biết cậu vẫn còn nghe được những lời mình nói, thầy ôm chặt cậu vào lòng. Khang à, em cứ đợi mọi người đi chung nghe Khang, bọn thầy sẽ đi cùng với em sớm thôi. Chỉ tiếc là chúng ta không thể nào giết được tên ác ôn đó, không thể nào giải được trấn yểm cây linh khí. Thầy có lỗi với em, có lỗi với mọi người, có lỗi với đất nước này. Thầy thật hèn nhát mà. Ở phía bên kia, sau khi lão già tộc trưởng đã giết sạch toàn bộ 20 trai tráng còn lại của bản, lão cũng quay lại đây. Nhìn thấy mắt của Khang vẫn còn nhấp nháy, lão ta liền cảm thán: sống dài quá hả, vẫn còn sống được sao? Thầy Minh vội quay lại, giang hai tay ra cố bảo vệ cho Khang. Giết tao trước đi, còn không thì đừng hòng đụng tới học trò của tao. Cho dù mẹ có lấy được cây linh khí đó đi, thì người nước Nam tao cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng. Và hơn hết, bọn tao không phải là mộ giao chỉ, bọn tao là người đại biết. Những lời nói hùng hồn đó như đang thức tỉnh Khang. Từng lời nói, từng âm thanh như đang âm vang trong tâm hồn của cậu. Khang nằm giữa đất mẹ, gió trời thoang thoảng mùi hương. Cậu hiện lên vô vàn những câu hỏi không tên mà chính bản thân cậu cũng đang cố tìm ra câu trả lời. Linh hồn cậu như chia làm hai cá thể, một hỏi một trả lời. Giống như cái cách người ta tìm đến sự giúp đỡ của những người thân thuộc xung quanh. Mình là ai chứ? Ngươi là Phan Khang, là con của rồng. Tại sao mình lại ở đây? Để cứu người và tự cứu mình. Cứu người sao? Mình bây giờ chỉ là một người sắp chết, làm gì mà cứu nổi ai? Đó chỉ là nhục thể của người thôi, thứ đó không quan trọng bằng trái tim, bằng tâm hồn của người. Con người chỉ sống tạm bằng nhục thể, mà sự sống vĩnh hằng thì phải đến từ tâm hồn và trái tim. Ngươi vẫn còn sống, ngươi luôn sống và rất mạnh mẽ. Tôi sẽ còn sống sao? Tôi sẽ sống sao? Chuyện này là thật chứ? Phải, hoàn toàn là thật. Đứng dậy đi, long thể của ta. Chiến đấu, hãy thức tỉnh sức mạnh của ta đi. Thức tỉnh sức mạnh chân long đang ẩn náu trong người của ngươi. Ngươi không cần phải dựa dẫm vào ai cả, tự ngươi sẽ làm được. Ngươi phải làm được, ngươi chắc chắn làm được. Ta là ngươi, ngươi là ta, chúng ta là một. Những lời nói của chính hai mảng đối lập trong tâm hồn mình đã làm cho Khang thức tỉnh. Cậu nở một nụ cười rồi thì thào: Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, tôi là Phan Khang chân long. Tôi đến đây để diệt trừ cái ác, tôi không thể chết,
Tôi phải sống, chắc chắn phải sống. Thầy Minh đang nhắm mắt đón nhận cái chết giáng xuống đầu mình thì đột nhiên nghe thấy những lời nói từ miệng Khang thốt ra. Thầy hé hé mắt nhìn, thấy toàn thân Khang đang phát ra ánh sáng chói rực. Cậu mở mắt bừng dậy, hai mắt phóng ra một chùm lông quang lớn, xóa tan đi sự u ám đen tối của bầu trời. Tên ngạc nhân tộc chủ nhìn thấy Khang, khắp người tỏa ra hào quang. Hắn liền nhận ra cái gì đó. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới việc giết thầy Minh nữa, mà chăm chú nhìn theo, rồi cất giọng cười thỏa mãn. Cuối cùng nó cũng đến. Thứ ta trông chờ bây giờ cũng đã xuất hiện rồi. Sức mạnh của chân long, một con rồng thất thủ. Tốt, tốt lắm. Hiện nguyên hình đi, rồi sức mạnh của ngươi sẽ là của ta. Tất cả sẽ thuộc về ta. Cơ thể của Khang đột nhiên lơ lửng trên không trung, hào quang sáng rọi khắp bốn phương tám hướng. Cây linh khí cũng cảm nhận được sự xuất hiện của một luồng long khí cực mạnh này. Nó cố gắng vươn cành ra mà đón lấy. Ở trên không, hào quang đang tái tạo lại cơ thể của Khang hoàn toàn. Tứ chi bị gãy vừa rồi được thay thế bằng bốn cái chân rồng khỏe mạnh. Con mắt vừa rồi bị đánh rơi ra cũng được thay bằng một cặp lông nhãn nguyên thuần. Cuối cùng, lục phủ ngũ tạng bị đánh cho dập nát, bây giờ được hoán gân chuyển cốt, biến thành lông cốt lông thân. Từ chỗ hai đầu vết nứt của Khang còn hiện ra một cặp sừng rồng dài, oai phong bệ vệ. Chỉ trong nháy mắt mà Khang đã thay đổi hoàn toàn, không còn giống như là một con người như lúc trước. Long khí tỏa ra ngày một mạnh hơn. Lão già liền tranh thủ hút lấy mà hưởng dụng. Còn Khang bây giờ, từng luồng đạo lực đang chảy cuồn cuộn trong người, thân thể từ từ được thả về dưới đất. Cậu mở mắt đứng dậy, nhìn xung quanh bản thân mình. Thầy Minh á khẩu thốt lên. Khang à, em là trọng sao? Khang đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Cậu ta điềm đạm trả lời. Em là Á Long, là nửa người nửa trồng. Vừa dứt lời, Khang xông thẳng tới chỗ hắn ta đang vận công. Cậu tung liền một đấm cực mạnh, khiến cho hắn ta đỡ không kịp. Hắn vừa cố thoái lui, vừa phải cố phòng thủ một cách khó nhọc. Khang nhìn hai bàn tay rồng của mình đang dần trở lại hình dạng tay người như ban đầu. Cậu mỉm cười nói. Hóa ra là như vậy. Như thế này thì thuận tiện hơn rồi. Tên ngạc nhân tộc chủ kia vừa mới đỡ xong một đấm của Khang mà toàn thân đã cảm thấy khó thở. Hắn ôm cái ngực đau nhói của mình mà thắc mắc. Loại sức mạnh gì đây? Là long thuật. Để hôm nay ta cho ngươi mở rộng tầm mắt. Cuồng long quyền tấn. Khang lao đến, tung ra liên tục những đòn đấm đá túi bụi về phía lão già tộc trưởng ngạo mạn. Lão ta cũng vội vung trượng lên đỡ lấy, nhưng chỉ bằng một cú đá, Khang đã làm cây trượng gãy ra làm đôi. Lão ngạc nhân tộc chủ đôi tay run run cầm lấy quyền trượng của mình. Lão ta không hiểu vì sao Khang lại mạnh mẽ tới như vậy. Ném mạnh cái quyền trượng về phía Khang, hắn thét lên trong điên loạn. Không thể nào, người cũng có thuật trùng sinh sao? Đây không phải là thuật trùng sinh, đây là long thuật. Ta đã tìm được bản ngã của chính mình. Những kẻ như ngươi hôm nay sẽ phải bị tiêu diệt. Đi chết đi. Cuồng long trảo, đánh! Khắp người của Khang nổi lên rất nhiều vảy rồng xung quanh lấp lánh. Tay một móng rồng cực kỳ đáng sợ. Cậu áp sát lấy hắn ta, rồi tung móng tra cạo quyết liệt. Lão già vừa chống đỡ trông cực kỳ khổ cực, nhưng không thể nào để mình thua như thế. Lão cố gắng tung hết sức mạnh của mình hòng chống trả Khang cho tới cùng. Lão hút hết toàn bộ linh hồn của đám thuộc hạ rồi dồn lại thành một quả cầu ma hỏa cực lớn, nhìn Khang cười điên dại. Không dễ vậy đâu. Thức tỉnh sức mạnh của rồng sao? Nhưng đối với ta, nó cũng chẳng đáng là gì cả. Xem thử đây. Đại ma hỏa khai. Lão ném quả cầu khổng lồ tới trước mặt Khang.
cậu lướt nhanh như cắt sang một bên, rồi nói: lần này thì ngươi chậm rồi, để thử chiêu mới xem sao. Mao Sơn pháp môn, thần long thuật, sắc quỷ chi phù, khai. Ở trong hình dạng á long này, Khang thúc động kim phù cảm thấy thật dễ dàng, không còn cảm giác khó chịu và mất nhiều sức lực như khi trước. Uy lực của linh phù cũng ngày càng lớn hơn. Sát quỷ chi phù hút lấy toàn bộ năng lượng của quả cầu quỷ đó trước mặt hắn ta, rồi sao chép lại một quả cầu tương tự để mà đánh trả. Lão ta chỉ kịp ú ớ mấy tiếng: không thể nào, là giả long kim phù, không. Quả cầu đâm thẳng vào người lão rồi phát nổ thật lớn. Thầy Minh căng thẳng chờ đợi. Sau làn khói đen kịch dần tan, thì thấy lão vẫn đứng chờ ở đó với một bộ dạng vô cùng thảm hại. Lão già đó đã sắp chết rồi, nhưng lão vẫn chưa chịu thua. Khang lấy ra thêm hai lá kim phù nữa toàn thúc động, thì lão đã nhanh tay chụp lấy thầy Minh mà uy hiếp. Lão kê sát chiếc rìu đen vào cổ thầy rồi nói: đứng lại đó, nếu người dám thúc động hai lá kim phù kia thì ta cũng sẽ giết tên này ngay. Có chết ta cũng phải kéo thêm người chết chung. Khang thoáng chốc bối rối: ngươi không được làm hại tới thầy ấy, mau thả thầy ấy ra, nếu không đừng trách ta tàn độc. Tàn độc sao? Lúc ngươi hóa lòng và sau khi lãnh trọn một đấm của ngươi thì ta vốn biết mình khó có đường sống rồi. Thật không ngờ một tên nhãi nhép bắt mũi chưa sạch lại mang trong người nguyên hồn của chân long. Bây giờ ta muốn ngươi thả ta đi, bằng không thì sao hả? Hắn vừa nói vừa siết lấy cổ thầy mình. Thầy cố gắng gặn ra từng chữ: không được Khang à, giết hắn đi, đừng nghe tôi lời hắn. Khang vẫn đứng đó suy nghĩ không đáp. Lão liền ghi mạnh tay hơn: có đồng ý hay không, quyết định nhanh đi, ta không còn nhiều thời gian đâu. Khang lưỡng lự một hồi, nhưng vì cũng lo cho sự an toàn của thầy Minh, cậu đành phải gật đầu đồng ý. Nhưng hình như lão già khốn kiếp đó vẫn chưa biết đủ. Lão thấy Khang dễ dàng đồng ý điều kiện, liền muốn đưa ra yêu cầu thêm. Không được, mạng của tên này quý như vậy, trao đổi như thế ta không có lời. Như thế này đi, ta muốn đem theo cả cây linh khí, và ngươi phải đem theo toàn bộ sức mạnh long thuật vừa rồi trao lại cho ta, ta mới đồng ý thả người. Thật ngang ngược, được vôi còn muốn đòi cả tiên sao? Người tỏ tiếng với ai vậy? Chắc người chưa biết chiếc rìu hắc ám này trong tay ta có uy lực như thế nào đâu. Chỉ cần nó sát thương vào ai thì cho dù là thần tiên cũng đừng hòng giữ được linh hồn chuyển thế. Có muốn thầy của người mãi mãi biến mất khỏi cõi đời này hay không? Mau giao sức mạnh long thuật ra đây. Trong khoảnh khắc phải lựa chọn giữa cứu người và giết giặc, chính bản thân Khang cũng cảm thấy khó xử vô cùng. Thầy Minh nhìn vào ánh mắt của Khang cũng hiểu ra điều đó. Thầy liền nói: Khang à, mạnh mẽ lên, ra tay giết thầy đi, hãy cho thầy được chết chung với hắn ta. Em tuyệt đối không được nghe lời hắn. Cây linh khí là tài sản quốc gia mà trăm đời nay ông bà ta đổ bao nhiêu xương máu mới có được mảnh đất này. Em không có quyền đem nó ra làm vật trao đổi. Thầy không cho phép em làm điều đó. Thầy là thầy của em, thầy yêu cầu em phải giết chết hắn rồi nhổ tận gốc cái cây đó lên. Nếu em không làm, thầy sẽ không nhận em nữa. Em sẽ là một người bất nghĩa, bất trung, vì tình nhỏ diệt nghĩa lớn. Trả tay đi. Nhưng mà còn những cái gì? Trả tay ngay đi. Lão ta nắn cổ thầy Minh một cái, tiếng xương gãy liền kêu lên răng rắc, rõ từng tiếng một. Khang hốt hoảng mà nói: Được rồi, ta vào. Phía bên này, thầy Minh nghe vậy liền hét lớn: Thằng mất dạy, tên phản quốc, mày là thằng khốn nạn Khang à! Nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng thầy Minh lại nghĩ khác. Ông biết rằng Khang trọng tình, sẽ không bao giờ để mình phải chết,
thôi thì chi bằng tự chính bản thân ông kết liễu cuộc đời này. Dù gì ông cũng chẳng giúp ích gì được, thì chi bằng cũng đừng làm gánh nặng cho ai. Khang đang thu lại toàn bộ long thuật, tụ lại trong một quả cầu. Thầy Minh nhìn Khang, đẫm nước mắt mà nói: "Thầy không để cho mày làm người bất nhân bất nghĩa đâu. Vĩnh biệt." Rồi thầy Minh dí cổ mình vào lưỡi triệu đen đó. Thầy mỉm cười, miết cổ thật mạnh, khắp thân thể của thầy bùng cháy lên. Lão ngạc nhân bất ngờ lạ lẫm: Còn, người không thể chết như vậy được, còn ta thì sao?" Khang phóng xuất quả cầu năng lượng tới chỗ hắn ta, rồi đáp: "Còn ngươi thì chết, cút đi." Lần này thì quả cầu đó điểm thẳng vào người lão ngạc nhân, rồi ngấm vào bên trong. Một con rồng nhỏ xuất hiện trong bụng lão ta. Nó cuộn khắp người hắn, cắn đứt toàn bộ kinh mạch, gặm nát toàn bộ xương cốt và nuốt mất luôn trái tim của lão ta. Lão chẳng kịp phản ứng gì, chỉ thấy toàn thân mình đang bị cắt rời ra từng khúc. Biết mình không sống được bao lâu, lão ta cất giọng nói: "Người nghĩ như thế này là kết thúc sao? Chưa đâu, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Dù hôm nay ta thất bại, nhưng tương lai sẽ khác. Đừng hòng phá được cây linh khí đó đi. Ta sẽ còn trở lại, sẽ trở lại thêm một lần nữa." Lão nói xong thì thi thể liền biến hóa thành một bãi tro xám xịt. Khang liền chạy lại chỗ thầy Minh. Cậu nhìn sang xung quanh, thấy xác người nằm la liệt, một bãi chiến trường tan hoang, đầy máu hận thù. Nhưng sau tất cả, chỉ còn lại một mình Khang trong 38 người là còn sống. Cậu quỳ mọp xuống đất mà khóc lên tức tưởi. Ở phía bên kia, cây linh khí đang bắt đầu chuyển động, mặt đất cũng dần có dư chấn. Khang vội đứng lên, chạy tới đỡ lấy cái cây vì nó sắp ngã đi. Cậu vội biến trở lại thành hình dạng á long, dùng cả thân mình làm điểm tựa cho cây. Cây cực kỳ nặng, mặc dù bây giờ Khang đã có thêm nguồn sức mạnh mới, nhưng hình như cậu cảm nhận từng đó là vẫn không đủ để chống đỡ được cái cây đang chứa linh khí của đất nước trong suốt hơn trăm năm nay. Khang nhất quyết không thể để cái cây đổ đi được. Nếu cây đổ như thế này thì linh khí tích tụ sẽ không thể nào lấy lại được. Thầy Long đang nằm dưới đất, cứ tưởng rằng như đã chết. Ông chợt mở mắt ra nhìn Khang, cố thều thào từng chữ: "Hãy dùng cây rượu hắc ám đó để mà chặt cây. Chỉ có nó mới đốn được cây thôi. Nhanh lên." Khang tỳ vai của mình vào cây để cố giữ cho được trụ. Cậu dùng thần lực của mình cố với lấy chiếc rượu đang nằm dưới đất. Cầm trên tay chiếc rượu, nhưng không biết phải xoay sở như thế nào để chặt cây. Thầy Long cũng chỉ biết bất lực nhìn cậu đang dần dần bị cây linh khí đè xuống. Cứ tưởng như không còn cách nào để cứu lấy cây linh khí được nữa, thì Khang chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu chép miệng cảm thán: "Hết cách rồi, đành phải liều vậy." Rồi găm phập chiếc rìu tạm vào thân cây, sau đó hô: "Màu sừng pháp môn, thần long thuật, hóa long giảng, biến!" Cả cơ thể của Khang đột nhiên dần dần biến đổi. Cậu biến thành một con bạch long trắng muốt, thân dài gần 50 thước, kích cỡ còn to gấp chuỗi long hồn. Trong hình dạng này, Khang vội dùng long thể của mình cuộn lấy xung quanh cây, rồi kéo nó dựng thẳng lên. Khang nhòi người xuống, ngậm lấy chiếc rìu, rồi dùng tay cầm thật chắc. Cậu cứ thế mà chặt từng cành một của cây linh khí xuống. Thầy Long bên dưới nhìn thấy cũng khẽ mỉm cười mãn nguyện: "Trong trẻ củi sao, bây giờ mới được thấy, đúng là tuyệt diệu." Chỉ trong thoáng chốc, cây linh khí đã được Khang chẻ ra thành từng khúc nhỏ, rồi xếp thành hàng ngay ngắn nối lại với nhau. Cậu bay xuống dưới đất, biến trở lại thành người, rồi lăn ra mà nằm thở. Không ngờ là trong hình dạng rồng thật hoàn toàn thì lại tiêu tốn nhiều sức lực đến như thế. Khang bò lại chỗ ông Long, truyền sang cho ông chút long khí, rồi nói: "Bây giờ chúng phải làm gì tiếp theo đây không?" "Còn làm gì nữa, cậu nhìn kìa,
Khang đưa mắt nhìn theo hướng tay ông chỉ. Cây linh khí sau khi bị hạ, nó đã trả lại toàn bộ những gì hút được về lại chỗ cũ. Lần đầu tiên mà Khang nhìn thấy được một nguồn linh khí dồi dào đến như vậy. Nó phủ khắp mặt đất, khắp không gian, không thiếu một chỗ nào. Và điều tuyệt diệu hình như vẫn còn chưa dừng lại. Luồng sinh khí đó đã hồi sinh lại toàn bộ thanh niên trai bản góp sức xông pha khi nãy. Và trong đó có cả thầy mình. Hình hài của thầy đang được ngưng tụ lại đầy đủ. Rồi tất cả cùng từ từ mở mắt ra. Khang đứng bật lên vẫy tay. Mọi người đều không thể tin được rằng mình vừa hồi sinh trở lại. Lại càng không ngờ là cây linh khí cũng đã không còn. Họ chạy tới ôm chầm lấy Khang và thầy Long. Còn thầy Minh thì nhìn Khang mà nói như bật khóc. Xích chút nữa thôi là mày biến mình thành tội đồ dân tộc rồi đó. Kìa thầy, thầy nhìn đi, có còn cây linh khí nào nữa đâu. Mọi chuyện cũng đã được giải quyết rồi. Vui lên đi. Tất cả mọi người cùng hân hoan vui sướng, dìu nhau bước ra khỏi không gian kỳ ảo này. Họ men theo đường rừng mà ra con đường lớn. Cách đó không xa, tại bìa rừng, các em sinh viên và toàn bộ dân làng đã đứng đó đợi Khang và mọi người từ sáng cho tới giờ. Sau khi Khang bước ra, thông báo với tất cả là đã giải quyết xong tất cả mọi chuyện, họ ôm chầm lấy nhau, nhảy nhót ăn mừng. Niềm vui chưa dừng lại ở đó. Khi từ trong rừng bước ra thêm hai người nữa, họ sừng sững đứng trước mặt Khang, bằng da bằng thịt. Đăng, Phong. Anh Khang, thầy Minh, các bạn, bọn em nhớ mọi người nhiều lắm. Toàn bộ như muốn đứng hình đi vì sự kỳ diệu này. Họ đều cho là hồn ma của Đăng và Phong hiện về, và có thể sẽ đòi kéo thêm người để chết thay. Cho đến khi một trong hai người lên tiếng nói. Bọn em được hồi sinh rồi. Khi nãy hai đứa tụi em đuổi theo anh và mọi người, nhưng mà không kịp. May mà bọn em chạy ra được trước khi cánh cửa đóng lại, chứ không là bọn em bị nhốt trong đó luôn rồi. Dù thân xác đã bị thiêu thành tro cốt, nhưng thật kỳ lạ là cái linh khí có thể hồi sinh chúng ta lại thành xương thịt nguyên vẹn như ban đầu. Trên đời đúng là không có chuyện gì là không thể xảy ra cả. Khang lúc này mới nhớ ra chuyện khi nãy. Cậu tiến lại gần, vỗ vào người hai đứa mấy cái, rồi mới nói. Đúng là hai đứa bay rồi. Ta quên mất, hai đứa vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, nên cứ nép sát vào nhau, co cụm lại một chỗ, cho tới khi Khang phải tận tình giải thích cho kể lại câu chuyện về cây sinh khí thì họ mới tạm an tâm. Tối hôm đó, tất cả quay quần cùng nhau bên đống lửa lớn, cho cùng nhau trò chuyện. Khang chợt nhớ ra mà hỏi. Mọi người bị giam giữ trong đó hơn cả trăm năm nay. Chỉ có điều là chênh lệch thời gian cho nên không cảm nhận được. Vậy làm thế nào để giúp cho dân bản hòa nhập với cuộc sống của thời đại bây giờ được đi? Trưởng bản liền lên tiếng nói. Chúng tôi sẽ vào lai rừng, tìm chỗ cao ráo mà lập bản khai nương, tiếp tục sống và phát triển. Chỉ cần dân bản cùng cố gắng thì không chuyện gì là không làm được cả. Nghe được câu trả lời như vậy, Khang cũng yên tâm. Cậu quay sang thầy Long, thấy ông ấy không được vui vẻ như mọi người mà lại trầm mặc suy tư. Hiểu được nỗi lòng đó, Khang nói. Đã hơn 40 năm rồi không gặp lại được vợ con. Chắc có lẽ bây giờ vợ ông cũng đã hơn 80 tuổi. Con ông ít nhất cũng bằng tuổi ông bây giờ. Ông có muốn tìm lại về quê để gặp lại vợ con hay không? Vậy chứ. Nếu vợ con chết thì cũng phải đến để thăm mộ cổ. Còn con tôi thì cho dù thật sự bây giờ chẳng biết nó ở đâu nữa. Năm đó tôi 40, con tôi được 2 tuổi. Bây giờ thì nó đã 43 tuổi rồi. Gặp ở ngoài không biết kêu nó bằng cái gì nữa. Thôi thì ông cứ về thăm đi. Chỉ cần ông kể lại quá khứ của vợ chồng thì bà sẽ tin ông thôi.
Còn chuyện con thì cứ tùy duyên vậy. Nếu như người đó chịu nhận cha thì tốt, còn không thì con cũng không biết nữa. Cứ thế buổi nói chuyện tối hôm đó diễn ra đầm ấm biết bao. Mọi người ôn lại những chuyện đã qua cho tới gần sáng. Lúc này dân bản cũng vào lại trong rừng. Họ cũng tìm được gần đó một vùng sườn núi bằng phẳng để lập bản dựng lặng. Đứng từ trên cao nhìn xuống Khang và thầy Minh cho gọi lớn: "Đồng bào à, thi thoảng ghé bản chúng tôi chơi nha." Ở dưới, đoàn của Khang cũng vẫy tay chào tạm biệt ra về. Thế là sau chuyến đi này, cả nhóm đã mất tích được 18 ngày. Mọi người thống nhất với nhau là sẽ giữ kín chuyện này và không truyền ra ngoài. Còn chuyện bọn họ biến đi đâu mất biệt mấy ngày nay thì cứ nói đơn giản là đi lạc vào trong rừng và bây giờ mới tìm được đường ra. Ngồi trên xe đang lăn bánh để trở ra sân bay, Khang vừa nghĩ vừa nói: "Không biết ông Long có tìm lại được vợ con của mình không ạ?" "Thầy nghĩ chắc là được." Khang không biết, thầy Minh không biết, và cũng không ai biết cả. Chỉ vài hôm sau đó, khi mọi người đã về tới nơi và trở lại nhịp sống như bình thường, thì giờ đây ông Long mới tìm lại được mái nhà xưa cũ. Đường phố xung quanh đã thay đổi rất nhiều. Đường bê tông trải khắp lối, đèn điện văng khắp nơi. Ông không còn nhận ra được chính làng quê của mình nữa rồi. Thế nhưng có một nơi mà cho dù mấy chục năm qua đi cũng chẳng bao giờ thay đổi. Đó chính là căn nhà gỗ nhỏ của ông và vợ ông xây từ hồi mới cưới. Nó vẫn như vậy, không khác gì cả. Ông lặng lẽ đi từ ngoài đường tiến sát lại cổng, ghé mắt nhìn vào trong thì thấy một bà lão đang ngồi mái hiên, đôi mắt cứ nhìn ra ngoài cửa như đang ngóng trông một điều gì đó. Ông nhớ lại hình ảnh vợ ông mỗi ngày luôn đợi ông đi làm về để cả gia đình cùng dùng cơm. Người ngồi trước đó mặc dù đã già nua xấu xí, nhưng ông vẫn nhận ra được. Vẫn là đôi mắt câu hút lòng người mê mẩn đó. Vẫn là khuôn mặt trái xoan dù đã méo mó đi ít nhiều. Suốt 40 năm nay, bà vẫn ngồi đó đợi ông, luôn tin tưởng ông sẽ trở về và không một chút sắc thái trách móc nào cả. Không ai khác, đó chính là vợ của ông. Ông Long vừa đi vừa khóc vào nhà, ôm chầm lấy người vợ đã hơn 80 tuổi của mình mà thủ thỉ nói: "Em à, anh đã về rồi đây." Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Đất Độc Vùng Cao của tác giả Phan Thanh An. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.